Hôm nay ạ. Hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt vì buổi này chỉ dành riêng cho những chuyên gia phát triển chiều cao của Midu thôi ạ. Và theo văn hóa của Midu thì chúng ta hãy cùng bật mic lên để chào nhau và chúc nhau một buổi tối thật hiệu quả và năng lượng ạ. Ôi, Vâng, chào các anh sao chị. mà lại lại vô đây? Chào tất cả mọi người. Xin Chào chào cả thân cấp nhà. mọi người. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bật Chào cả đèn. nhà. Cả nhà. Cả nhà Sao có vui không khỏe? vẻ. Bật nhà có một tuần Chào các khá anh chị, trẻ. chào các anh chị ạ. Và tuần vừa rồi thì có thêm hơn 300 chuyên gia mới tốt nghiệp khóa K30. Thế nên là buổi ngày hôm nay thì sẽ có rất là nhiều các gương mặt mới đúng không ạ? Những anh chị mà vừa mới tốt nghiệp và lần đầu tiên tham gia cái buổi đào tạo chuyên sâu của Midu thì ngày hôm nay thì ai là người mới, người lần đầu tiên tham gia thì mình có thể comment số 1 đúng không ạ? Và ai đã là chuyên gia cừ cựu đã từng tham gia rất là nhiều những cái chương trình cộng đồng chuyên gia trước thì mình có thể gõ phím 2 được không ạ? Wow, cực kỳ nhiều số 1 đúng không ạ? Rất là nhiều anh chị lần đầu tiên tham gia. Vâng, xin chào các anh chị ạ. Vâng ạ, cũng không ít những anh chị nào mà khóa nào cũng có mặt đúng không ạ? Rất nhiều số 2. Vâng, cảm ơn các anh chị. Và với anh chị mà mới là người lần đầu tiên tham gia thì có thể là chưa biết nhiều về những chương trình cộng đồng chuyên gia của Midu thì em xin phép giới thiệu một chút. Cái chương trình này là một cái sân chơi dành riêng cho những chuyên gia phát triển chiều cao của Midu thôi. Tức là các anh chị phải là chuyên gia rồi, phải hoàn thành chương trình học, trở thành chuyên gia phát triển chiều cao rồi thì mới được mời tham dự cái chương trình ngày hôm nay. Và các cái chương trình, các buổi cộng đồng chuyên gia thì đều sẽ có cái phần đào tạo chuyên sâu của thầy Hợp, phần hỏi đáp kiến thức hết sức tuyệt vời của bác sĩ Hiên. Và không chỉ thế, trong chương trình này còn có phần vinh danh chuyên gia xuất sắc của Midu nữa anh chị ạ. Anh chị có thấy tuyệt vời không ạ? Ngày hôm nay sẽ có hai chuyên gia xuất sắc được vinh danh và sẽ chia sẻ cùng chúng ta trong cái chương trình này. Các anh chị có thấy hồi hộp không ạ? Hồi hộp để được học hỏi kinh nghiệm tuyệt vời từ những anh chị đấy không ạ? Có mong muốn được học hỏi thêm kinh nghiệm không các anh chị? Vâng ạ, cảm ơn các anh chị. Em cũng rất là hồi hộp, rất là mong chờ để được học những kinh nghiệm tuyệt vời từ các anh chị. Mỗi một người thì đều có những cái kinh nghiệm khác nhau, đều có những cái bí kíp khác nhau để mà có thể chia sẻ và đạt được những kết quả tuyệt vời đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì mỗi chương trình cộng đồng chuyên gia thì đều sẽ có những phần quà may mắn anh chị ạ. Mình đi học, mình vừa có kiến thức, mình lại vừa được tặng quà. Có thích không anh chị? Các anh chị có thích quà không ạ? Ai mong muốn được nhận quà? Mình phải vũ trụ gọi tên từ đầu giờ đi ạ. Thì các anh chị đã có mã số dự thưởng chưa ạ? Đầu chương trình thì khi mà mình lấy cái thư mời á, thì mình đã có cái mã số dự thưởng rồi đúng không ạ? Còn ai chưa có mã số không ạ? Ai thiếu thì comment vào không chat đi ạ, để em sẽ nhờ admin gửi lại ạ. Vũ trụ gọi tên Dương. Vâng ạ, chưa có đúng không ạ? Nhờ admin gửi lại cái đường link lấy mã số dự thưởng nhé. Em nhắc lại là anh chị nào mà phải là chuyên gia, phải là tốt nghiệp rồi thì mình mới có thể lấy được mã số anh chị nhá. Còn nhiều trường hợp là đồng đội của mình cứ gửi link Zoom để mà mình vào mình tham dự ấy thì mình ấn vào đường link cũng không lấy được mã số đâu ạ. Bởi vì đây là cái buổi mà dành riêng cho chuyên gia, phải là chuyên gia thì mới được. Và cái quà tặng này thì nó cũng sẽ giới hạn là chỗ là các anh chị phải là tốt nghiệp rồi thì mình ấn vào đường link này mình mới nhận được cái mã số anh chị nhá. Nên là nhiều anh chị nào mà mình vào mình tham gia nhưng mà mình chưa có thi, chưa có tốt nghiệp á thì khả năng là mình sẽ không lấy được mã số đâu anh chị ạ. Cả nhà tranh thủ lấy mã số nha. Mình có thể chụp lại cái mã số của mình gửi đến các nhóm chuyên gia của mình cũng được. Mình không nhất thiết phải gửi ở đây vì là nó sẽ trôi mất hết. Mình sẽ để cái đường link để cho các anh chị khác nhìn thấy thì mình cùng lấy mã số nhé. Vâng ạ. Các anh chị hãy cứ tranh thủ lấy mã số nhé. Cái đường link này thì admin sẽ khóa vào khoảng tầm giữa cái buổi này khoảng tầm 9 giờ là cái đường link này sẽ khóa lại để mà admin còn tổng hợp số liệu rồi mới quay số trúng thưởng được. Thế nên là cái đường link này sẽ được khóa vào lúc 9 giờ nha. Nên là đầu giờ mình hãy tranh thủ mình lấy mã số đi ạ.
lấy mã số. Và chỉ những anh chị nào mà mình ở lại đến cuối buổi, đến khi mà quay số trúng thưởng mình còn có mặt ở trong Zoom thì mình mới có cơ hội để được nhận thưởng anh chị nhé. Còn nếu mà mình out Zoom rồi mà chẳng may mà quay trúng vào mã số của mình ấy, thì em cũng sẽ xin phép là em quay lại để dành cái cơ hội đấy cho các anh chị còn có mặt ở trong Zoom anh chị nhé. Nên là out Zoom mà không tính à, out Zoom mà có quay trúng mình cũng không tính đâu ạ. Vâng, và bình thường các buổi đào tạo thì em sẽ phổ biến các nguyên tắc, nhưng mà ở đây thì các anh chị đều đã là chuyên gia rồi, đã quen với văn hóa của Midu rồi, nên là chúng ta cứ coi nhau như người nhà. Và em chỉ có một yêu cầu duy nhất là các anh chị cười thật tươi thôi, đúng không ạ? Đã tươi chưa ạ? Vâng, em thấy tươi lắm rồi đấy ạ. Và không để các anh chị phải chờ lâu nữa, thì bao nhiêu trong số các anh chị đã sẵn sàng cho buổi cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay thì gõ vào khung chat chữ Midu ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Và phần đầu tiên khi bước vào chương trình cộng đồng chuyên gia sẽ là một cái phần mà khoe kết quả chiều cao của các con. Thực ra thì ở Midu thì không có kết quả mới là lạ, chỉ có kết quả là điều hết sức bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì chúng Đây ta thì vẫn chúng đang tôi chia sẻ chia với sẻ nhau với nhau kết quả của các con mình để mà mình cùng chung vui. Mình thấy các con lớn lên từng ngày thì là một điều hết sức tuyệt vời, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì em xin phép mời đến đây hai chị đối tác kinh doanh đã học cái chương trình trở thành chuyên gia phát triển chiều cao, đã giúp được cho con mình, và khi có được những kết quả tuyệt vời thì lại giúp được cho rất nhiều các con ở trong cộng đồng nữa. Và các chị sẽ chia sẻ về kết quả của bản thân con mình cũng như là kết quả của những bạn nhỏ đã được chị giúp tuyệt vời như thế nào anh chị nhé. Và đầu tiên thì em xin mời câu chuyện của chị Bùi Thị Thủy ạ. À, chị Thủy đã có mặt ở trong Zoom chưa? Mình có thể giơ tay để em spotlight mình nhé. Vâng, em chào chị Thủy, em thấy chị Thủy đây rồi. Chị Thủy bị ấn bật mic nha. Dạ, em chào chị. Xin chào Thanh Huyền xinh đẹp ạ. Tối nào cũng thấy tươi gió như thế này. Cảm ơn chị. Trước tiên thì xin phép gửi lời chào tới CEO Nguyễn Xuân Hợp ạ, bác sĩ Phạm Thị Thanh Hiên, và gửi lời chào một buổi tối vô cùng tốt đẹp tới tất cả các anh chị có mặt ở trong Zoom ngày hôm nay. Thực sự là đây là lần thứ hai mà em Thủy được chia sẻ ở trên sóng của nhà Midu. Lần trước thì là rất vinh dự là chia sẻ về cái kinh nghiệm để lan tỏa Lan sản tỏa phẩm sản phẩm. Midu tới mọi người. Còn lần này thì thực sự là còn vui hơn nữa, bởi vì là được khoe, như Huyền nói là được khoe cái kết quả của chính con trai mình. Cái bạn trai lớn ấy đang ở tuổi dậy thì thực sự là nó là một cái niềm vui, niềm hạnh phúc vô cùng là nghĩa là không biết diễn tả như nào. Thế thì bạn lớn nhà em thì năm nay bắt đầu 7, nghĩa là con sinh mùng 3 tháng 9, 2011 thì là cũng sắp ở tuổi 12. Bạn này thì đã có những cái dấu hiệu dậy thì cách đây là cũng từ đầu lớp 6 rồi, nghĩa là cũng khá là sớm. Thế nhưng mà cái lúc mà biết đến Midu á thì là ngày 22 tháng 3 thì là em bắt đầu mới làm phác đồ cho con thôi, qua bạn Vân là bạn học cùng lớp cấp ba của em. Đấy. Thế thì lúc ấy là con cao 1m48 và nặng 42 cân. Thế sau đấy thì Vân nói là thế thì bây giờ cho nó dùng để tăng chiều cao lên một cái tầm tuổi này, là Vân là vào Midu trước. Thế thì Vân biết đến Midu trước, Vân mới nói là cho dùng đi để đang cái gọi là cái tuổi tiền dậy thì mà mình đang đà tăng trưởng á. Thế thì em cũng bắt đầu tìm hiểu Midu và em học và em vận dụng những kiến thức em học vào cho con mình, cả hai bạn luôn. Thì bạn lớn là cái ngoài cái chế độ của các cái chế độ như của bác Hiên, em vận dụng rất là gọi như rất là nghiêm túc ấy, và kỷ luật lắm, nào là giấc ngủ này, vận động và dùng các cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày á. Thì em nói trước về cái giấc ngủ. Giấc ngủ thì con thì thường là con sẽ đi ngủ ở nhà ấy, là kỷ luật là 9:30 là bắt đầu vào giường, thế là hai anh em luôn, là cả hai bố mẹ luôn cũng đi vào tắt hết đèn ở bên ngoài đi. Thế là mình cũng phải kỷ luật từ bản thân, từ bố mẹ trước ạ. Nhưng mà lúc ấy là không có phim hay là không có xem xét gì hết, để một không gian tĩnh lặng cho bạn đi ngủ thôi. Bạn lớn lớp 7 đấy thì cũng khá là khó ngủ, và con thì thường hay là nằm xong lại đi xuống đi vệ sinh lại lên giường, nghe là con ở giường tầng 2 á. Thế thì sau đấy bác Hiên cũng nói rằng là nếu mà con khó ngủ thì có thể cho con nghe nhạc thiền, hoặc là ngâm chân, massage chân, hoặc là kể những câu chuyện, có thể lên nằm cùng con và tâm sự. Thế thì em cũng vận dụng những cái đó, rồi hàng ngày khi mà con vận động nhiều hơn thì con vào giấc ngủ sẽ tốt hơn. Thế thì bạn ấy
cứ 9 rưỡi là lên giường và thường là 10 giờ là bạn đã vào giấc ngủ rồi, lắm không muộn lắm thì cũng khoảng tầm 10 rưỡi hoặc 10 20 thôi, nghĩa là cứ vào trường sớm thì ngủ sớm. Thì đấy là cái giấc ngủ là rất là nghiêm ngặt, và thường là nếu mà ở nhà mà hai bố mẹ không biết có việc gì trong nữa cũng phải lùi lại thường, nên là lùi lại chứ không bao giờ làm việc trước khi giờ con đi ngủ. Nên là ở nhà em là bố mẹ là ngủ rất muộn, có hôm 12 giờ 12 rưỡi hay 1 giờ là chuyện bình thường, vì là các con ngủ xong rồi mình mới làm việc. Thế là cái khoảng thời gian buổi tối là dành cho các bạn ấy và cái giấc ngủ cho bạn ấy thôi đó. Thế thì sau khi đấy là về giấc ngủ ạ, là rất là nghiêm trong cái chuyện là ngủ sớm, là cái đấy là được bác Hiên nói là cao không mất tiền rồi. Là em cũng đã thấy là em được một cái rồi. Cái thứ hai là về cái vận động thì bạn lớn thì có vẻ như hơi lười vận động một chút. Tức là bạn ấy đi học mà bạn ấy học ở bên ngôi sao á, thì cái chương trình học cũng khá là áp lực. Về nhà con thường rất là mệt. Là khi mẹ nói là con xuống điệp đạp xe hoặc là con đi đi bộ hay như nào đấy thì bạn thích đâu. Bạn bảo là con đi học phải con mệt lắm. Thế thì có một cách là em vận dụng cái bài nhảy dây. Con không biết nhảy dây. Không biết nhảy dây, lần đầu tiên nhảy là vấp lên vấp xuống. Thế xong sau đấy thì có vẻ như không ổn lắm vì bạn ấy không thành thạo, bạn không thích. Thì bắt đầu đá bóng, đá bóng là đá quả tennis ở ngoài hành lang chung cư thôi, không nhất thiết phải sân. Thế là bố về là bố cũng đá cùng con, nghĩa là bố cũng phải tham gia cùng để con vận động, để mà tăng cái thời gian vận động của con lên. Đấy là cái thứ hai về vận động thì thường là như thế. Còn cái thứ ba là về dinh dưỡng thì em cũng rất là chú ý cái chuyện là bổ sung thêm các cái thực phẩm đa dạng, dầu 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 dinh dưỡng và các nhóm thực phẩm á. Và ngoài ra thì dùng cái sản phẩm Midu là 4 ống, nghĩa là dùng cái liều mà ngày đấy là bạn Mỹ Vân bạn ấy kê ấy, lúc này mình chưa phải là chuyên gia thì Mỹ Vân kê là 4 ống, thế thì mình nghiêm túc ngày nào cũng 4 ống. Và mình cũng đầu tiên là mình nói với con là bây giờ con phải dùng cái này, lúc ấy là bạn chưa nhận thức được là bạn phải cao đâu. Thế thì bạn nói là lắm hôm bạn quên mà mẹ cứ phải dùng. Thế sau đấy thì cũng tâm sự nói với con rằng là bây giờ thì cái chiều cao nó rất là quan trọng vì là nó ảnh hưởng đến các cái yếu tố nghề nghiệp, hoặc là con đi học cũng thấy là nhiều bạn nữ con cao lắm, cao 1m73 mà con bây giờ mới có 1m4 mấy. Thế là rồi dần dần bạn ấy cũng cảm giác như là lúc đầu là chiều mẹ thôi chứ chưa phải là bú cho mình đâu. Thế nhưng sau thì ở trường có một bạn gái bạn ấy thích, xong bạn ấy bảo bạn ấy không thích nữa vì là bạn ấy thích bạn khác cao hơn và to hơn chơi bóng rổ. Thế là mẹ cũng nhân cơ hội đấy là mẹ động viên để mà động lực. Thế thì từ đấy là cứ buổi sáng ạ, sáng nào cũng như sáng nào là cắt 4 ống đi đu, uống 2 ống trước khi đi học, và ăn sáng xong thì trưa là dùng 2 ống luôn ở trường. Tức là về nhà làm là xong xong 4 cái ống đấy. Bạn cũng rất là kỷ luật và nghiêm túc trong việc là dùng theo là liệu trình. Mẹ nói là mẹ kê cho các bạn khác dùng được, tại sao mà mẹ kê mà con không dùng được, như vậy là thất bại của mẹ đấy. Mà khi mà mẹ nói như thế là bạn ấy chỉ cần nói như vậy là bạn ấy kiểu như thấy mẹ buồn nên là bạn ấy lại rất là nghiêm túc đấy. Thế thì các cái yếu tố là dinh dưỡng này, giấc ngủ và vận động thì kết hợp như vậy thì con uống bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, 22 tháng 3 đo phác đồ, nhưng mà em chưa có Midu vì em còn đặt hàng. Thế thì 1 tháng 4 bắt đầu dùng và đến ngày 15 tháng 7, lẽ ra là con dùng liên tục con không nghỉ đâu, nhưng mà cái đợt 15 tháng 7 là con đi bơi xong con bị viêm xoang, uống kháng sinh với lại đang điều trị nên là mẹ cho tạm ngừng vì là nhiều thuốc quá. Thế là con ngừng thì mỗi một hôm là đi thang máy rồi bố bảo là này con nó cao hơn mẹ. Cái lúc đầu là thấp hơn em vì là mẹ cũng được 1m52 đấy chứ không không phải thấp không phải thấp quá. Thế thì ban đầu thì vẫn thấp hơn em, nhưng đến lúc mà đi thang máy là bố bảo là cao hơn mẹ rồi. Thế là mẹ mới hướng về đo, về đo thì lúc đấy là 15 tháng 7 là con được 1m55,5. Vậy là con lên được 7 phân rưỡi, 7,5 cm trong vòng 3 tháng rưỡi. Thì lúc ấy mẹ mừng lắm, mẹ bây giờ mà bạn cũng mừng, bạn ấy bảo bây giờ là con cao hơn mẹ. Nghĩa là bây giờ không bao giờ thấp hơn mẹ nữa rồi. Không bao giờ thấp hơn, cao là chỉ có cao lên thôi. Đấy, thế là bạn cũng có nhiều động lực lắm. Sau đấy thì em bảo đấy nha, bây giờ cao hơn mẹ, bây giờ làm sao mà cố gắng xem năm nay cao hơn mẹ hẳn nửa cái đầu đi, bây giờ mới cao hơn mẹ được 2 phân thôi, 3 phân thôi, phải cao hẳn cái đầu nữa cơ. Thế nên là cũng rất là nghiêm túc và bây giờ vẫn đang thực hiện theo đúng cái liệu trình, bởi vì là con thì đang dậy thì và cái tầm này là đang đỉnh tăng trưởng thì sẽ dùng liên tục, và mẹ cũng đã rất là kiên trì và cho con động viên con dùng hàng ngày và sẽ dùng 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 liên tục như vậy trong vòng 2 năm để xem bạn ấy hơn hẳn mẹ được bao nhiêu phân. Và cái phác đồ của con hiện tại là dự đoán con là cao được 1m82 ạ. Và mẹ cũng nhiều động lực lắm. Thế là nhìn cái phác đồ của con là hiện tại là cao hơn chuẩn và nặng. Nặng lên 46 cân là cũng trên chuẩn rồi. Thế là nặng cao hơn chuẩn 1 và cũng nặng trên chuẩn 1. Và cái dự đoán cái chiều cao của con là trên 1m8.
Nên là mẹ cũng rất nhiều động lực để mà kiên trì động viên con thôi, còn mẹ thì mẹ tin tưởng tuyệt đối vào sản phẩm rồi. Và cũng từ đây thì cũng muốn chia sẻ với cả nhà cái niềm vui của mình, và cái thứ hai nữa là cũng muốn rằng là nhắn nhủ một cái thông điệp rằng là mình trước tiên ấy, mình dùng cho con là mình phải tin, còn nếu mà mình không tin thì mình không nên dùng. Bởi vì sao? Vì nếu mà không tin ấy, dùng nó cứ bán tín bán nghi rồi nó cái tâm lý của mình nó không hề thoải mái. Đấy, cái này thì mẹ cũng đã gặp nhiều, khi mà mẹ lan tỏa sản phẩm mẹ cũng gặp nhiều khách hàng như vậy, dùng theo kiểu là dùng dùng tạm, được thì được, không được thì thôi, là em cũng không bán, em không ship hàng. Hôm trước em tâm sự với Huyền, có một khách hàng á, dùng xong lại bảo rằng là hàng Việt Nam không tin, em bảo vậy em không bán nữa, chị tin hàng nào thì chị lấy hàng đấy. Đấy là em nói trong nhà như vậy thôi, còn tất nhiên là nói với khách hàng em phải nói khéo hơn rồi, đúng không ạ? Thế thì em không ship, em mặc dù em lấy arginine của ở bên video về rồi, em lấy 15 hộp arginine và sẵn sàng để hàng để ship tối lấy rồi, nhưng sau đấy thì mẹ ấy tâm sự như thế là em cũng không ship luôn, em nghỉ luôn. Thế xong 2 hôm sau lại bảo em ship hàng, hôm đấy lại lại bảo chị ship hàng rồi ạ. Thế xong rồi cũng bảo thôi thì cô ship cho cháu dùng. Em ship xong thì lại nói rằng là câu chuyện là giảm giá. Lúc đó em nghe câu chuyện của anh Hợp nói giảm giá nên em cũng muốn chia sẻ luôn câu chuyện của em, hơn là gặp khách hàng mới cách đây tuần trước thôi cũng nói câu chuyện là giảm giá. Bây giờ tại sao mua nhiều như thế là không giảm giá? Và em có gửi tặng cái quyển cẩm nang, xong lại bảo em là thế gửi tặng cẩm nang để làm cái gì, người ta cười cho. Em mới book shipper đến đòi, gọi là em mang hàng về luôn, em không bán, không không bán hàng cái kiểu như thế. Đấy, thế xong rồi là em mới gọi ship, em bảo bây giờ nhá, em sẽ không nói thêm câu chuyện này nữa, và em nhờ chị mang hàng xuống để gửi ship để em mang về và chị dùng sản phẩm khác cho con. Nhưng mà sau đấy thì lại ship quay ra lại bảo thôi chị cho con dùng, thì chị cũng biết rồi, chị sẽ đọc rồi thế nào thế kia. Đấy là xong rồi cái câu chuyện đấy là cũng chia sẻ rằng là cái sản phẩm của mình nó rất là giá trị, nó rất là giá trị. Bởi vì sao? Con mình dùng, con cháu em dùng, cả nhà dùng, lan tỏa các con em bạn bè mình dùng, nó đều có kết quả rất là tốt đấy. Và trong khi tư vấn thì mình cũng rất là thật tâm tư vấn là con họ là dậy thì 5 6 năm rồi, thì đương nhiên là bác Hiếu nói luôn là chia sẻ thật với khách hàng ấy, là không cao được nữa, gia đình hoan hỉ thì dùng cái liều mở thôi, còn mình sẽ không theo kiểu vượt trội đấy. Mình cũng thật thẳng thắn với khách hàng chứ không phải là mình bán hàng để lấy lợi ở đây đâu, đúng không ạ? Bởi vì là cái này là cái mà phát triển chiều cao cho con là cái bền vững, chứ không phải là cái lợi nhuận mình nhìn thấy trước mắt. Em làm đi đúng là em với cái quan điểm của em là như thế, và mỗi một con tăng lên được 1 sen 2 sen một tháng cũng rất là một cái niềm vui. Hôm vừa rồi bạn cộng sự bên Yến Xào em ấy dùng Bidu và sẽ cũng tham gia cộng đồng Bidu rồi, con dùng liệu trình 3 tháng nhưng mà vì là con ngắt quãng về quê nên là dùng thành 4 tháng, con lên được 3 cm, bạn ấy chuyển từ chuẩn 2 lên chuẩn 1, dưới chuẩn 2 nhích lên dưới chuẩn 1 và đang tiến tới chuẩn. Nghĩa là rất là vui, cách đây 2 hôm thôi là bạn ấy mới khoe trong nhóm như thế. Thế là mình cứ thấy đây là không không diện con mình lên thì mình đã rất vui rồi, nhưng mà mình hỗ trợ được các bạn trẻ khác lên được như thế là mình cũng cực kỳ là vui mừng. Và cũng mỗi một lần phản ánh là bạn này lên 1 sen 2 sen là mừng lắm. Nhưng đấy, mình cứ kiên trì như vậy từng bước một thì em nghĩ rằng là cái thế hệ sau của chúng ta là cũng toàn trên 1m7 1m8 hết rồi ạ, mét bảy đến nữa, mét tám đến nào ạ, chúng ta đều hy vọng là như thế. Và thì hôm nay cũng muốn là chia sẻ câu chuyện vui của mình, những cái câu chuyện mà mình phải khi mà lan tỏa sản phẩm, để cũng anh chị em lắng nghe rồi có gì áp dụng được cái gì với mình mà phù hợp thì mình áp dụng, và với trẻ con thì mình sẽ cần phải có một sự nghiêm túc nhất định, và mình nghiêm túc từ cái việc dùng sản phẩm. Ví dụ bố mẹ cho dùng sản phẩm nhưng để con đi ngủ muộn ngày hôm, ví dụ ngày hôm nay tạm thời đang ngủ muộn, ngày nay cuối tuần ngủ muộn không được ạ, ngày nay cuối tuần nó ngủ muộn, nó mất một hôm, đúng không ạ? Kể cả ngày em thứ bảy cũng thế, thứ bảy nếu mà có thể du di thì 10 giờ kém 15 là phải vào phòng, 9 rưỡi mà chưa vào phòng là tắt hết điện rồi hô hào nhau hết. Thế là mình phải kỷ luật từ từ phụ huynh trước, và kỷ luật từ cách dùng, cách sử dụng, chứ không phải là chỉ phó mặc cho sản phẩm thì nó sẽ không có hiệu quả. Thì em nghĩ là từ nhận thức của các bố mẹ rồi mình cũng nghiêm túc mình tin dùng sản phẩm là phải tin, đúng không ạ? Thì đấy là câu chuyện của bản thân em, và cũng chúc cho các bố các mẹ là khi mà những người mới hay những người cũ mà đang áp dụng cho con chẳng hạn thì các con cũng đều có kết quả rất là tốt, thế rồi lan tỏa được sản phẩm và hỗ trợ cho nhiều bé tăng được cái chiều cao của mình và mang lại niềm vui cho nhiều bố mẹ trong cộng đồng. Rồi em xin cảm ơn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thủy ạ. À. Chúc bé nhà mình luôn giữ vững được cái phong độ này. Và cả nhà mình đã được học hỏi cái kinh nghiệm hết sức là tuyệt vời từ chị Thủy đúng không ạ? Chị Thủy rất là tuyệt vời luôn. Vì chiều cao của con mà cả gia đình đều cực kỳ kỷ luật. Không chỉ là con, không chỉ là kỷ luật với con đúng không ạ? Mà bố mẹ cũng phải kỷ luật thì mới đạt được cái hiệu quả tuyệt vời như vậy. Kỷ luật từ việc ngủ sớm, từ việc tập luyện đến việc mà giúp con sử dụng đúng đủ đều đúng không ạ? Cả nhà mình có thấy tuyệt vời không ạ? Cả nhà mình hãy cảm ơn chị Thủy và hãy thả bông thả tim để chúc mừng cho một người mẹ tuyệt vời, một chuyên gia xuất sắc ạ. À. Và một lần nữa em xin cảm ơn chị Thủy. Dạ vâng, và tiếp theo đây cũng là một cái câu chuyện kết quả, một cái phần khoe kết quả hết sức là tuyệt vời nữa đến từ chị Phạm Hồng Anh. Thì không biết là chị Hồng Anh đã có trong Zoom ngày hôm nay chưa, thì mình hãy giơ tay giúp em nhé. À em thấy chị đây rồi. Em chào chị Hồng Anh. Chị Hồng Anh đang mặc áo mì đu đúng không nhỉ? Chị Hồng Anh bật mic nhé. Chào cả nhà. Không biết mọi người nghe rõ không? Em nghe mình nói hơi nhỏ ấy. Bây giờ nghe rõ chưa ạ? Dạ được rồi ạ. Em chào anh Hợp và bác sĩ Hiên ạ. Và chào cộng đồng chuyên gia phát triển chiều cao Nidu. Em là Hồng Anh và em ở Hà Nội. Em thì biết tới sản phẩm Nidu từ đầu năm nay, nhưng mà trong quá trình đi tìm giải pháp chiều cao cho con em cũng tìm hiểu rất là lâu thì em cũng mới dùng thôi ạ. Em trước kia thì em bản thân em thì là cao có 1m55, mẹ em cũng chỉ cao 1m55, thì nên trong quá trình tìm hiểu các sản phẩm chiều cao cho con em cũng dùng các sản phẩm như là, chào mọi người, sản phẩm chiều cao của Nhật, của Pháp, và thực sự là không có cao lên nhiều quá, không có cao lên nhiều, và con cũng chỉ có lúc nào cũng ở, mình xem phác đồ điều trị của con ấy, lúc nào cũng chỉ ở chiều cao dưới chuẩn độ 2. Và sau quá trình trong 2 tháng em sử dụng từ tháng 5, bây giờ là tháng 8, thì em có đo lại cho con thì con có cao lên được 3,5 cm. 3,5 cm thì là con đã lên mức dưới chuẩn độ 1. Thì thực sự là rất là vui khi mà mình đã hiểu được sản phẩm và trở thành chuyên gia và hiểu hơn về các cách dùng của Midu, thì là em đã lan tỏa được rất nhiều cho các ba mẹ, và đặc biệt là cho bạn em và gia đình em. Gần đây thì là bạn em cũng mới nhắn tin cho em là sau 2 tháng con của bạn em thì là đã cao lên được 2 cm rồi. Em bé dưới chuẩn độ 3 thì bây giờ thành dưới chuẩn độ 2, thì rất là vui vì bản thân bạn em thì cao có 1m50 thôi. Thế là đo lúc mà con trong quá trình đo cho con tầm 20 tuổi thì con cũng chỉ cao bằng mẹ 1m50, và bây giờ con đã cao lên được rất là lên chuẩn độ 2, thì bạn em cũng rất là mừng. Bạn em bảo là cũng cảm ơn đi, thì mình rất là vui. Gần đây thì là bản thân em thì là gia đình nhà em cũng chưa tin là em dùng Midu và là con cao ấy, thì mới gần đây chị gái ruột của em cũng đã cho tin tưởng Midu và đã dùng, vừa hôm nay nhận được hàng và dùng sản phẩm, và cũng là cố gắng để cho con cải thiện chiều cao trong tương lai để có chiều cao chuẩn, là con trai cao 1m8, con gái cao 1m65. Vâng, em cảm ơn các anh chị đã chia sẻ lan tỏa sản phẩm Nidu tới mọi người, và bản thân em cũng biết tới sản phẩm Nidu, một sản phẩm Việt mà chất lượng rất là tốt ạ. Em cảm ơn mọi người ạ. Em nói giọng hơi bé, mọi người thông cảm. Dạ vâng, em cảm ơn chị Hồng Anh ạ. Chị Hồng Anh có một cái kết quả hết sức là tuyệt vời đúng không ạ? Cái câu chuyện của chị Hồng Anh mình có thấy một chân lý là gì đúng không ạ? Đó là khi mà mình đã có kết quả thì mình chỉ cần lan tỏa cái điều tuyệt vời.
điều tuyệt vời đấy ra với mọi người là được, đúng không ạ? À? Là từ cái sự mà ban đầu gia đình chị Hồng Anh không hề tin tưởng đến cái việc mà bắt đầu tin tưởng và bắt đầu đặt hàng để về sử dụng cho con, sử dụng cho gia đình, đúng không ạ? Đấy là cái hiệu ứng tuyệt vời của việc việc là mình sẽ chia sẻ kết quả thực tế của bản thân mình, của con nhà mình ra cộng đồng, đúng không ạ? Vâng, và một lần nữa em xin cảm ơn chị Hồng Anh, và chị Hồng Anh là một chuyên gia rất là xuất sắc phải không cả nhà? Cả nhà hãy cùng thả tim thả bông để cảm ơn chị Hồng Anh nhé, và chúc chị Hồng Anh sắp tới vẫn luôn là vững vững bền với cái sự Với nghiệp phát triển chồng cao ạ. Vâng, và tiếp theo đây thì đến một phần nữa mà chắc hẳn là các anh chị ngay từ đầu đã rất là hồi hộp, rất là mong chờ, đúng không ạ? Là phần vinh danh. Và đến với Midu thì các anh chị chuyên gia ở đây chúng ta đều hết sức là nỗ lực học hỏi và lan tỏa những cái kiến thức tuyệt vời về phát triển chiều cao cho các bé, cho các bậc phụ huynh đang có con trong các độ tuổi phát triển, và các anh chị đều là những người chung tay đồng hành với Midu để thực hiện cái sứ mệnh tuyệt vời của Midu, và các anh chị đều hết sức là tuyệt vời. Và mỗi chương trình cộng đồng chuyên gia thì Midu đều có những cái tiêu chí khác nhau để đánh giá và vinh danh những anh chị có thành tích xuất sắc nhất. Các anh chị vẫn nghe nhỏ em nói có bị nhỏ không ạ? Có bị nhỏ không anh chị? Nếu mà mình nghe rõ thì mình nháo trong chat là rõ giúp em nhé. Vâng, em cảm ơn các anh chị ạ. À, vẫn rõ đúng không ạ? Vâng. Vâng, và ngày hôm nay thì em xin thay mặt Midu Mena Q7 vinh danh người đầu tiên. Chị là chuyên gia vừa mới tốt nghiệp khóa K30 thôi anh chị ạ, nhưng mà lại rất tận tâm, rất là mãnh liệt lan tỏa và chia sẻ sản phẩm Midu đến cho rất là nhiều các bạn nhỏ. Chị đúng là một chuyên gia tiềm năng với sự phát triển chiều cao của trẻ em. Và hôm nay em xin phép được vinh danh chị Dương Thị Anh. Chị Anh đã có mặt ở trong Zoom ngày hôm nay chưa? Thì mình hãy bật cam, bật mic và mình giơ tay lên nhá, để mà admin có thể spotlight mình, để mời mình chia sẻ cùng với cả nhà ở đây là tại sao mình có kết quả tuyệt vời như vậy. Vâng, em chào chị Anh. Xin chào bác sĩ Nghiên, xin chào giám đốc Nguyễn Xuân Hợp và xin chào Thanh Huyền và tất cả các cái chuyên gia của Midu. Mình là Dương Anh ở Hà Nội. Thực ra thì mới bán được 5 ngày cũng cũng rất là bất ngờ, cái hôm trước là Huyền gọi điện. Và hôm nay là sẽ được trong cái top gọi là vinh danh. Thì mình trước đấy thì mình cũng đang bán các cái sản phẩm thực phẩm chức năng. Thì mình vô tình là mình thấy Midu, tức là nhìn thấy là quảng cáo là Midu có thể dùng được bất kỳ giờ nào, nhưng các cái sản phẩm trước mình bán đi về canxi thì nó chỉ dùng được trước 2 giờ chiều thôi. Thì mình thấy là không biết là Midu có cái gì đặc biệt, mình tò mò mình đi tìm. Thì tìm trên Facebook, TikTok thì thấy các cái clip của bác sĩ Yên, thì mình cũng hiểu qua về sản phẩm ấy, thì cực thấy rất Làm là hay thì và hướng như thế nào anh chị ạ? À, đây là một cái muốn chủ có đề thể rất là sử dụng sản hay. phẩm. Thì khi mà gặp thì Huyền thì sau khi mà học 2 buổi ấy, thì mình lại cảm thấy tức là muốn muốn được dùng sản phẩm ngay cho con mình và cho bản thân mình, bởi vì là mình thì bình thường thì mình cũng bị tuyến giáp ấy. Thì mình thấy là cái việc mình uống canxi thì khi mà uống uống cùng thuốc tuyến giáp thì thường thường là phải cách ra 6 tiếng thì thuốc cũng có tác dụng. Thế nhưng mà uống canxi vào buổi trưa thì nhiều khi là quên này, có khi uống cái thời điểm đấy thì nó cũng không hấp thu được nhiều. Nên mình thấy là sản phẩm này mà có thể uống được bất kỳ giờ nào, nên là mình thấy là tức là mình thấy là bản thân mình cũng đã tìm được một cái sản phẩm tốt rồi. Và con nhà mình thì uống những cái này thì mình thấy là cái khung giờ thì mình rất là thích, bởi vì lời quên thì mình có thể dùng dùng vào giờ khác được. Và khi bắt đầu dùng thì mình thực ra là mình bán thì đầu tiên là cho gia đình người thân mình, bởi vì là trước đấy thì cũng có rất nhiều người, tức là họ muốn dùng những cái sản phẩm về bổ sung về về để chắc khỏe xương ấy. Thì cũng có nhiều người hỏi là có thì là lấy cho mọi người ấy, tức là mọi người đặt hẳn niềm tin vào, nên là mình cũng rất muốn tìm những cái sản phẩm tốt để mà mình lan tỏa. Thì trước tiên thì bán thì hiện tại cũng chỉ là toàn toàn người nhà người thân. Thì nhưng mà trước đấy thì kể cả cách bán của mình thì có nghĩa là mình bán cho những người thân của mình, và khi mà cái sản phẩm nó chất lượng tốt thì chính những người thân của mình lại giới thiệu cho các khách hàng tiếp theo. Nên là đấy là bán thì mình hiện tại thì chưa có thời gian bán offline, mới chỉ bán online. Thì cách của mình bán là mình đăng Facebook và mình để mà tăng tương tác thì mình lên các cái clip video ngắn, lên thước phim.
Đấy, trên để mà giới thiệu với mọi người rộng rãi hơn. Còn còn quá trình tiếp theo thì cũng chưa ấy, nhưng mà trước mắt là mới tiếp cận như thế. Thế nhưng mà mình thấy là sản phẩm thì khi mà được học và được nghe các chia sẻ của anh chị đi trước ấy, thì mình thấy rất là tự tin về sản phẩm. Và khi mà mình tin rồi thì mình cách mình lan tỏa nó sẽ mạnh mẽ hơn. Hy vọng là sẽ phát triển cùng Bidu. Dạ vâng ạ, dạ vâng, cảm ơn chị Anh ạ. Và cái điều mà đặc biệt của Midu đó là Midu không phải là canxi đúng không ạ? Midu là sản phẩm chuyển hóa canxi. Chính vì vậy mà có cái điều đặc biệt như chị Anh nói, đó là mình có thể bổ sung bất kỳ giờ nào đúng không ạ? Bất kỳ lúc nào trong ngày, và cái sự chuyển hóa đấy đã làm cho cái sản phẩm của Midu là sản phẩm đặc biệt nhất trên thị trường hiện nay đúng không ạ? Vâng, và một lần nữa em xin cảm ơn chị Anh ạ. Vâng, và tiếp theo đây, ngoài chị Anh, ngoài chị Dương Thị Anh thì là một chuyên gia mới, một chuyên gia vừa mới học, vừa mới biết đến Bidu đúng không ạ? Thì còn một người vô cùng đặc biệt, chị đã là chuyên gia kỳ cựu, đã đồng hành cùng với Bidu trong suốt cái thời gian vừa qua. Ngoài việc chị hết mình lan tỏa Bidu đến cho các con, cho các bậc phụ huynh, thì chị còn là một trong những người đầu tiên trong cộng đồng chuyên gia của chúng ta, tiên phong phổ cập cái kiến thức chiều cao cho cộng đồng. Chị không chỉ là một chuyên gia phát triển chiều cao anh chị ạ, chị còn là đại sứ phát triển chiều cao của Vidu. Chị đã cùng với Vidu, cùng với thầy Hợp và bác sĩ Hiên hết mình lan tỏa, nỗ lực hỗ trợ cho các anh chị chuyên gia mới tiếp cận với những kiến thức tuyệt vời của Vidu. Và chắc hẳn là những anh chị mà học khóa 29, khóa 30 ít nhất là sẽ được gặp chị ấy một lần ở trong cái buổi hỗ trợ ôn bài nào đó. Thì các anh chị nhà mình có đoán được đấy là ai không ạ? Có đoán được đấy là ai không ạ? Vâng, và em xin được vinh danh chị Nguyễn Thị Thúy là đại sứ tiên phong phổ cập kiến thức chiều cao đến cho cộng đồng ạ. Chị Thúy đã có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay chưa ạ? Thì mình hãy bật cam, bật mic và mình hãy giơ tay để cách nhìn thấy mình chị nhé. Vâng, em chào chị Thúy. Chị Thúy bật mic nhá. Và xin chào MC xinh đẹp Thanh Huyền, xin chào thầy Hợp và bác sĩ Phạm Thị Thanh Hiên cùng toàn thể các anh chị có mặt trong cái buổi cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay. Hôm nay thì cũng rất là may mắn và bất ngờ khi mà được vinh danh như thế này. Thực sự thì cái câu chuyện mà để Thúy đến với Midu thì đúng là cái gì mà mình nghĩ đến nhiều và mình đau đáu thì nó sẽ giống như thế là mình đang nghĩ đến cái gì thì vũ trụ sẽ xe lại đến với mình. Bởi vì bản thân Thúy thì rất là thấp, mét rưỡi thôi, chưa được mét rưỡi đâu. Ông xã thì cũng khoảng mét sáu bảy gì đó. Thế cho sinh ra hai bạn gái rất là nhỏ, thực sự là cũng đau đáu lắm. Và như mẹ này thì trong cái công việc của mình, mặc dù là làm bên ngành y tế thôi, nhưng mà khi mà mình cần phải đi ra giao tiếp công việc rất là nhiều ấy, thì nó là một cái sự tự ti rất là lớn. Nó không chỉ là ở cái mối quan hệ bên ngoài và trong công việc, nhiều khi mình cũng cần phải giao tiếp, tại vì ở cơ quan thì Thúy cũng ở một cái vị trí gọi là lãnh đạo của một khoa phòng, thì thành ra là cũng phải đi giao tiếp rất là nhiều, thì thực sự là rất là tự ti. Thế thành ra là cái đấy nó cứ đau đáu và làm thế nào, làm cách nào để làm cho giúp cho con mình cao, thì cũng vào rugby cũng khá là lâu, xong cũng bất ngờ mình cũng phải thời điểm đấy là Midu hoạt động một thời gian rồi thì mình mới tiếp cận được, thì mình thực sự là rất là bất ngờ khi mà vào một cái chương trình mà có một cái sự đào tạo nó rất là bài bản, bởi vì Thúy thì công tác ở bên ngành y tế dự phòng. Vào đây được nghe bác sĩ Phạm Thị Thanh Hiên ấy chia sẻ cái kiến thức mà ô tại sao mình học bên ngành y tế như thế này, ngay cả lúc Thúy mang bầu cũng thế thôi. Các bạn bác sĩ cũng chia sẻ là chị ơi, có cái canxi cua này chị đến mà lấy bảo hiểm thích lắm, nhưng mà thực sự là mình cũng mua uống xong về thì bị táo bón rồi, nó rất là nóng và khó chịu, mình chưa hiểu cái kiến thức mà cứ nghe nghe mọi người nói là à bầu thì mình uống canxi là được rồi. Thế thì khi mình vào đây thì mình thực sự là bất ngờ với cái kiến thức mà bác sĩ đã chia sẻ cho, phải nói là nó quá là giá trị và nó thực sự là nó mang tính chất là khoa học, bởi vì từng những cái mà bác sĩ chia sẻ thì mình thì cũng làm bên ngành y tế mà mình cũng phải xem là những cái kiến thức đấy từ đâu ra và nó như thế nào.
thì mình thấy là nó rất là khoa học, phải nói là mình bắt đầu là đam mê, phải nói là đam mê, chưa dùng sản phẩm đâu, nhưng mà thấy là học để được chia sẻ được cho mọi người, khi mà có những người dân đến với tiếp cận với mình được chia sẻ với mọi người thì mình rất là hạnh phúc đó. Thế thì sau đó thì đến cái câu chuyện là khi ở cái buổi tốt nghiệp thì anh Hợp lại một cái mà làm Thúy cực kỳ là bất ngờ luôn, cực kỳ là bất ngờ ở cái chỗ là gì, ở trong những các Zoom khác bán hàng mà thì đương nhiên là phải dạy cho mình cái cách là chốt sale, nhưng luôn luôn chốt sale bằng cảm xúc đó, luôn luôn chốt sale bằng cảm xúc. Và bản thân Thúy thì rất là ngại bán hàng, thế là mình chỉ muốn là trao giá trị thôi, khi mà nói đến cảm đưa mọi người lên cái cảm xúc nó cao ấy để mọi người mua ấy, thế sau đó thì mình chốt ấy, thế mình cũng thấy anh này nó có một cái gì đấy, nó không phải là con người của mình. Nhưng mà khi mà vào đây thì anh Hợp chia sẻ về cái cách là mình làm cho bản thân mình, tạo nên cái giá trị cho mình, và mình phải chốt khách hàng bằng cái sự lý trí, để cho bởi vì khách hàng còn phải đồng hành với mình, chứ không phải là mình bán một hộp hay hai hộp cái gì cả. Có những khách hàng đến với túi mình rất là tận tâm để chia sẻ với các cô bác anh chị, thậm chí là có những gia đình đến với mình á không có điều kiện kinh tế đâu, mình rất là thương, thế thì cũng chỉ hỗ trợ cho các gia đình từ cái cách ngủ, cái cách vận động cho các con, rồi ăn uống như thế nào. Mà có những khách hàng họ lần sau đến gặp lại mình còn mang nào là những cái đồ ở ổi các thứ để đến để tặng để biếu ấy, tức là nó quý, nó giá trị lắm. Mà mình thấy là thực sự là mình đang nó lan tỏa được một cái gì đấy, nó rất là giá trị cho cộng đồng. Thế cũng rất là may mắn là thì làm bên ngành y tế dự phòng thì được tiếp cận với các cháu mầm non và tiểu học rất là nhiều. Thì một cái mà Thúy cũng rất là đau đáu là khi mà hàng năm thì bên cơ quan có tổ chức là cân đo cho các cháu, thế thì thấy là bao nhiêu năm nay thì cái tình trạng là suy dinh dưỡng về cân nặng ấy đó thì nó có giảm, thậm chí là những cái bạn mà nhà có điều kiện hoặc là ở thị trấn ấy, thì có một số bạn cần có cái nguy cơ là béo phì rất là cao. Thế tuy nhiên về cái suy dinh dưỡng về chiều cao ấy thì nó không giảm được nhiều, thực sự là mình thấy thế luôn. Và đặc biệt là khi mà làm phác đồ, khi mà cân đo xong ấy thì mình cũng có chạy thử phác đồ cho một số phụ huynh ấy, thì thấy nó thấp dưới chuẩn rất là nhiều luôn. Và thực sự đấy là một cái mà mình thực sự là đau đáu, nó giống như con của mình ấy, thực sự như con của mình. Và mình cũng đã trong cái trong những cái lớp truyền thông của bên bên y tế đối với trường học thì nó không có cái nội dung liên quan đến cái việc nâng cao tầm vóc đâu, mà nó chỉ có những cái nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm dinh dưỡng, thì mình cũng đã lồng ghép để đưa vào để gần như là đào tạo cho phụ huynh, đào tạo cho giáo viên ấy có thêm những kiến thức để mà giáo viên là hỗ trợ cho các con trong cái hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Thì mình cũng thấy là nhận được cái phản hồi rất là tích cực từ nhà trường và giáo viên, thì cái đấy là làm cho mình cũng cảm thấy là rất là hạnh phúc. Và chắc chắn rồi, thì một cái nữa rất là quan trọng tại sao lại mình được đồng hành đến tận bây giờ, bởi vì là bản thân hai con gái thì cũng đã dùng 10 tháng liên tục rồi. Và một cái rất là tuyệt vời để chia sẻ với cả nhà như thế này, cái đầu tiên 10 tháng liên tục không bỏ một ngày nào và dùng với lưu lượng cũng khá là cao. Bạn lớn là 5 ống và bạn nhỏ là 4 ống, bởi vì bạn nhỏ thì cao thấp thấp dưới chuẩn độ 3. Đó, bạn lớn thì bắt đầu dậy thì rồi, thế mình cũng đang thúc cho con và đang dùng một cái lưu lượng cao như vậy. Thì cháu không bỏ một ngày nào luôn, thể nói thực hiện một cái đúng đủ đều đều đặn như vậy, và không có hiện tượng một tác dụng phụ gì hết, ví dụ như thể là táo bón hay là đi ngoài, nhưng không có một cái gì. Thực sự là mình không thấy một cái vấn đề gì về 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 sản phẩm, và mình rất là tự tin khi mà mình hiểu cái kiến thức khoa học rồi thì các con vẫn là dùng liên tục thôi. Và đến thời điểm này là 10 tháng thì bạn lớn là lúc đầu là bạn là cao 1m42 thì bây giờ bạn đạt 1m50. Thế còn bạn nhỏ là 1m14 thì giờ hôm vừa rồi đo là bạn cao 1m21 rồi. Đó, thì trước lúc dùng sản phẩm là dưới chuẩn độ 3, dưới thấp lắm đó. Thế bây giờ là lên đến là dưới chuẩn độ 2, và mình cũng đang nỗ lực để cho các con dùng kết hợp với vận động ngủ nghỉ. Đấy là những cái mà mình chia sẻ. Và thực sự là ở bên ngành y của mình ấy, càng những người có chuyên môn, thực sự với các anh chị như vậy, bởi vì là nếu như mà các anh chị tiếp cận với những người không phải chuyên môn ấy, nó không có cái tôi cao đâu thì nó rất là dễ. Nhưng bản thân Thúy thì lại bên ngành y tế có rất là nhiều bác sĩ và cái tôi rất là lớn, và cho rằng là khi mà Thúy truyền thông ra bên ngoài là con gái tầm khoảng 13 đến 14 tuổi dậy thì và cái khả năng cao vượt trội nó không cao nữa, thậm chí có các bạn mà sau 3 đến 4 năm dậy thì gần như là không cao nữa.
Và thì nó có, thì có một cái sự phản hồi của bác sĩ là sai về kiến thức, sai về kiến thức không phải như thế, bởi vì là trước đây là phải 20, 22, 25 tuổi mới hết cơ. Thế thì mình cũng có chia sẻ là bởi vì trước đây thì gì ạ? Các bạn dậy thì rất là muộn. Bởi vì có những bạn là đến tận năm 10, 11, 12, lớp 12 mới dậy thì, và thường thì là phải lớp 8, lớp 9. Nhưng bây giờ ở các cháu tiểu học lớp khoảng lớp 4 đã dậy thì gần như là phổ biến khoảng lớp 4, lớp 5 rất là nhiều. Mình rất là thương các con khi mà thấy hỏi đến các bạn ở tiểu học ấy, bảo dậy thì rồi, thương các con lắm bởi vì cái cơ hội của các con không còn nhiều. Đó, thì đấy là những cái mà cũng là để cho các anh chị ở đây mình biết là khi mà mình tiếp cận đưa truyền thông ra ngoài thị trường cho cộng đồng thì nó sẽ có những cái như vậy. Thì làm sao ạ? Thì chúng ta sẽ phải vào học ở đây một cách thực sự rất là nghiêm túc. Và Thúy cũng thấy là như này, rất là may mắn khi mà được ở gần Hà Nội, cũng cách Midu khoảng chục cây thôi, cho nên là cũng rất là thường xuyên ra với Midu và thấy là bác sĩ Hiên cũng như anh Hợp rồi các anh chị em ở Midu thì trong Zoom như thế nào thì ngoài cũng như thế, rất là nhiệt tình, phải cực kỳ là nhiệt tình luôn, thì nói với các anh chị như vậy ạ, cực kỳ là nhiệt tình. Cho nên là Thúy cảm thấy là đúng là Midu với mình như là người nhà, như là người một nhà, cho nên là mình thực sự là cũng cũng dành những cái thời gian ngoài cái việc là cái công việc y tế của mình thì còn những cái thời gian nào đó thì mình sẽ dành cho Midu. Mặc dù là cái thu nhập trước đây thì Thúy đi theo cái line hàng về Qoo10 rồi thì những cái sản phẩm giá trị cao rất là nhiều và cũng chỉ là một hai đơn thôi thì mình cũng có thể thu nhập được vài ba triệu đó, cũng không phải nhiều đâu. Nhưng mà tại sao mình lại muốn lan tỏa cái Midu như này, mà đúng là như anh Hợp nói, đây là cái sứ mệnh, nó là sứ mệnh, mình rất là trân trọng những cái đó. Và thực sự là Việt Nam của mình nhìn thấy Nhật Bản ngày xưa đấy, mình Nhật Bản ngày xưa gọi là Nhật lùn, mà bây giờ thì tại sao họ lại cao hơn mình rất là nhiều như thế. Và khi đi ra ngoài đường thì thấy rằng là gì ạ, thanh niên của các nước lân cận ví dụ như Hàn Quốc, Trung Quốc thôi, một cách rất là trực quan và rõ ràng là mình đang thấp hơn rất là nhiều. Và mình cũng muốn là mình là một cái cánh tay nối dài trong cái sứ mệnh nâng cao tầm vóc Việt cùng với Midu. Và chắc chắn rồi trong cái thời gian tới và trong tương lai thì chắc chắn là cùng đồng hành với Midu và cũng trong đội nhóm của mình đã khẳng định với nhau một câu là tương lai chiều cao của huyện mình là nằm trong tay của mình và chắc chắn là phải cao hơn so với các huyện khác. Vâng, xin được cảm ơn các anh chị, cảm ơn Midu đã có tạo điều kiện và cái cơ hội để cho Thúy chia sẻ cái câu chuyện của mình. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Và Dạ vâng, cảm ơn chị Thúy ạ. Thực sự là em nghe câu chuyện của chị Thúy em cảm thấy vô cùng là cảm động ấy ạ. Thực sự là em cũng rất là mong muốn các anh chị chuyên gia nhà mình sẽ đều coi các anh chị em ở trong Midu, admin, coi anh Hợp, các bác sĩ Hiền là người nhà. Và chúng ta khi mà chúng ta vào nhóm, chúng ta xưng hô cùng với nhau đúng không ạ? Chúng ta hay gọi admin ơi, em ơi, giúp chị cái này, giúp chị cái kia. Thực sự là bọn em rất là vui, rất là mong muốn hỗ trợ nhiệt tình cho các anh chị như vậy. Và cũng rất là mong muốn sắp tới thì không chỉ chị Thúy và tất cả các anh chị nhà mình, các anh chị chuyên gia nhà mình sẽ đều luôn hết mình và đồng hành với cái sự nghiệp chiều cao cùng với Midu, cùng với sứ mệnh của Midu. Và một lần nữa em xin cảm ơn chị Thúy. Cả nhà mình hãy thả bông thả tim để chúc mừng với chị Thúy ạ. Và chắc chắn là trong thời gian tới thì chị Thúy chắc chắn sẽ là một cái gương mặt quen thuộc trong các chương trình đào tạo của Midu đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn một lần nữa, cảm ơn chị Thúy. Chúng ta hãy thả bông thả tim cho chị Thúy ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Và thưa các anh chị, Midu là môi trường đào tạo. Cũng như chị Thúy nói, Midu đến với Midu thì chúng ta không phải chỉ đơn giản là học để bán cái sản phẩm này đúng không ạ? Chúng ta học để trở thành chuyên gia. Và trong các cái buổi khai mở, buổi tốt nghiệp thì thầy Xuân Xuân Hở luôn chia sẻ với các anh chị là một trong những nguyên tắc của chuyên gia đó là học tập trọn đời, và chỉ bởi vì là học tập thì chúng ta mới có thể càng ngày càng tinh tấn hơn trên cái con đường phát triển sự nghiệp chiều cao của mình cũng như là trong tất cả các công việc khác. Và trên tinh thần đó thì cũng lan sang các đội ngũ admin của Video đấy anh chị ạ. Và chúng em thì cũng cần học tập liên tục, học tập hàng ngày để phục sự cho sứ mệnh của Video, cho các công việc định hướng, tư vấn và kinh doanh của các anh chị. Và với tinh thần đó, với môi trường đó thì trong cái chương trình cộng đồng chuyên gia có một phần đào tạo về các cái chiến lược của thầy Nguyễn Xuân Hợp, và em xin mời sự xuất hiện của thầy Nguyễn Xuân Hợp ạ. vâng, xin chào các anh chị, và tôi đang ở trên cái chuyến xe. Đây là lần đầu tiên mà tôi có một cái mô đun đào tạo mà ở trên xe như thế này. Và mặc dù là ở trên xe cái ánh sáng nó cũng
không được đủ lắm, nhưng mà hy vọng rằng là các anh chị vẫn được nhìn thấy tôi một cách rõ ràng, đúng không ạ? Và hình như rằng là bình thường thì mình không được đẹp trai cho lắm, nhưng mà do là ánh sáng nó mờ ảo này có khi là đẹp trai hơn, đồng ý không anh chị? Vâng, và ngày hôm nay thì tôi và bác sĩ Hiên có một cái chuyến công tác ở Thái Bình, và chính bởi vì vậy cho nên là hai chị em vẫn còn đang trên đường. Hiện tại tôi đang ở trên cao tốc Hải Phòng Hà Nội, và ở bên cạnh tôi là bác sĩ Hiên rồi. Bác sĩ Hiên có thể vẫy tay chào anh chị. Rất tuyệt vời ạ. Và thực sự là khi mà nghe được những cái lời chia sẻ của chị Thúy cũng như là chị Anh ở Hà Nội thì thực sự là rất là cảm thấy rất là vui và xúc động. Những con người như là chị Thúy, những con người cống hiến và với cái mong muốn rằng là dành trọn những cái tâm huyết của mình cho cuộc cho cái việc là phát triển và phát cao triển cho đấy anh tắt đi rồi đấy. Thì thưa các anh chị là ở ở với chị Thúy thì các anh chị sẽ thấy rằng là chúng ta đã được chị Thúy hỗ trợ trong các cái buổi ôn bài, đúng không ạ? Thì đấy cũng là một cái điều mới đối với Midu, tức là chúng ta có những người anh chị đi trước thì lại hỗ trợ cho người đi sau, và đó chính là một cái tinh thần phụng sự, một cái tinh thần cống hiến rất là tuyệt vời mà Midu đã truyền tải được cái tinh thần đấy cho tất cả cộng đồng của chúng ta. Và thưa các anh chị là hôm vừa rồi thì tôi cũng có ngộ ra một cái điều rất là hay như thế này, tức là nếu ấy mà thực sự mà bản thân những người mà làm với Midu ấy mà mình chăm sóc các anh chị nhiều đấy, và mình thường xuyên có những cái ví dụ như là quà tặng rồi là hay là có những cái chương trình gì đấy rồi là du lịch rồi vân 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 vân, đúng không ạ? Thì rồi là khuyến mại nữa, thì đôi khi ấy, cái điều đấy nó sẽ khiến làm cho các anh chị rất là bị động, và chính vì vậy là cái kết quả kinh doanh của anh chị nó lại không không cao được. Nhưng mà khi mà tôi ngộ ra được rằng là à Midu sẽ phải làm cái gì để mà luôn luôn đi trước các anh chị, tức là sẽ nghĩ ra những cái thứ mà có thể các anh chị còn chưa mong còn còn chưa nhìn thấy được và còn chưa hình dung được, thì Midu là một cái môi trường mà các anh chị sẽ thấy rằng là sẽ có rất là nhiều những cái sự sáng tạo trong đó. Và ở Midu thì các anh chị sẽ thấy rằng là chỉ cần là đến với Midu và xem rằng là Midu đang làm cái gì và chúng ta làm theo những cái điều như vậy thì chúng ta đã đạt được cái kết quả rồi đấy. Thế vậy thì ở trên Midu là gì? Trên Midu sẽ là sứ mệnh, là tầm nhìn, đúng không ạ? Là thị trường toàn cầu. Và đương nhiên rằng là nếu mà khi mà những nhà lãnh đạo, những người tiên phong của Midu mà hướng về những cái điều đó thì đương nhiên là cả cái cộng đồng của chúng ta sẽ có lợi. Đúng đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên là rất là mong muốn là các anh chị thấm nhuần được cái tư tưởng đó và luôn luôn là chúng ta luôn luôn là chủ động mọi lúc mọi nơi. Đấy thì khi mà chúng ta chủ động ấy, khi mà chúng ta luôn hướng lên trên như vậy, những người của Midu cũng sẽ luôn luôn hướng lên trên và các anh chị cũng luôn hướng hướng cùng với lại tất cả chúng ta, thì thực sự là chúng ta sẽ nhận được những cái giá trị vô cùng luôn đấy. Và chị Thúy chính là một cái tấm gương như vậy đấy. Thực ra là giữa tôi với chị Thúy trao đổi với nhau không có nhiều, và thực sự là với một đại sứ như vậy tôi không không quá là chăm kỹ, nhưng mà tôi lại làm cái việc rằng là tôi lại hướng lên trên. Tức là làm sao để cho nghiên cứu, làm sao để tạo ra những cái gì hay ho hơn nữa, đúng không ạ? Để những người mà có thể follow Midu, và khi mà Midu hướng tới một cái sứ mệnh lớn như vậy, hướng tới một cái thị trường toàn cầu như vậy, thì chúng ta ở đây những đối tác kinh doanh, những đại lý ở đây, chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta cũng chỉ cần là làm sao để cho là một cái huyện, ví dụ như là huyện Hoài Đức, cái huyện Thạch Thất gì đó của chị Thúy, đúng không ạ? Hay là huyện của chúng ta, hay là kể cả xã chúng ta thôi, mà có sự phát triển chiều cao thì từng cái tế bào đấy cao thì tất cả chúng ta đều sẽ đạt được cái mục tiêu chung như vậy đấy. Cho nên là chị Thúy mong muốn là huyện mình sẽ cao hơn các huyện khác, nhưng mà bây giờ các huyện khác cũng cao thì sao, đúng không ạ? Thì tất cả chúng ta sẽ cùng cao, thì đó là cái điều rất là tuyệt vời mà thực sự là tôi không thể nào mà không chia sẻ với các anh chị được. Và cũng có một cái điểm mới ở trong cộng đồng chuyên gia trong từ cái số này, đó là sẽ có cái việc là vinh danh những đại lý mới. Trước đây thì không
không có cái điều đấy. Và đương nhiên là những đại lý mới như chị Anh mà so với những cây đa cây đề như chị Thúy thì không thể nào mà đạt được về mặt kể cả doanh số cũng như là gọi là kiến thức cũng như là lịch duyệt về cái việc là mình làm với Midu đã tạo nên kết quả gì. Nhưng mà kỳ này, bắt đầu từ kỳ này chúng ta sẽ vinh danh những đại lý tiềm năng, đó chính là những cái con người mà lại tiếp tục nối gót và chúng ta lại tiếp tục hướng lên trên để làm thực hiện cái sứ mệnh đó. Thì cái từ cái số này là có cái phần là vinh danh các cái đối tác tiềm năng, tức là mặc dù là mới học thôi, mới tốt nghiệp thôi, nhưng mà đã tạo được những cái kết quả rất là tuyệt vời rồi. Cho nên một lần nữa chúc mừng hai chị được vinh danh ngày hôm nay, rất là tuyệt vời. Đó là những con người vô cùng xứng đáng và chúng ta hãy dành cho họ những cái trái tim, cái những cái bông hoa, đúng không ạ, những trái tim thật là nồng ấm. Và thưa các anh chị, cũng như đã hứa với các anh chị là với mỗi buổi cộng đồng chuyên gia thì chúng ta sẽ có cái phần đào tạo. Thế thì sắp tới ấy, chúng ta sẽ có một cái sự kiện vô cùng đặc biệt. Anh chị có biết đó là sự kiện gì không ạ? Cái sự kiện mà nó sẽ làm cho cả đất nước Việt Nam này nó xảy ra cái việc là di dân trên rất nhiều các tỉnh thành, và sẽ có những gia đình mà có những gia đình sẽ có những niềm vui và có những gia đình có những sự nổi loạn và thậm chí là có những gia đình có sự cãi nhau. Đấy, vì vì một cái sự kiện vô cùng lớn sắp tới. Anh chị có biết là sự kiện gì không ạ? Cả nhà mình có biết là sự kiện gì không? Ai đoán được ạ? Mùng 2 tháng 9 ạ. Mùng 2 tháng 9 thì làm gì mà cãi nhau. Mùng 2 tháng 9 thì chỉ có vui, quốc khánh thì chỉ có vui, sao lại cãi nhau ạ? Nhà mình có biết là sự kiện gì không ạ? Đó là sự kiện các con đi học, các con trở lại sau một cái kỳ nghỉ hè đi học, đúng không ạ? Sẽ diễn ra một cái sự di dân rất là lớn, và sau đó thì sẽ có các con chúng ta đã bắt đầu vào và chúng ta lại phải chạy đua với lại những cái chương trình Chương học trình mới học của các con. Và và đôi khi nó cũng dẫn đến việc là có những trường hợp là bố gọi là cũng phải vừa dạy vừa cầm roi, đúng không ạ, làm cho rất là nhiều các gia đình lục đục vì cái việc là con đi học. Đấy, thế thì thưa các anh chị là ở đây thì xin hỏi là nếu có bao nhiêu các anh chị là chúng ta đang có con ở ở độ tuổi đi học ạ, thì chúng ta comment số 9 ạ. Comment số 9 anh chị. Vâng. Vâng, cảm ơn các anh chị. Và trong trong số mà các anh chị mà đã vừa comment số 9 thì ai là có con học lớp 1 thì mình comment số 1 ạ. Đây là những người đặc biệt nhất đấy, đúng không ạ? Bởi vì là các con đã trải qua một cái giai đoạn từ cái giai đoạn mẫu giáo chuyển sang giai đoạn là bắt đầu đi học tiểu học, và đây chính là cái sự chuyển biến lớn nhất đối với các con và cũng là khủng khiếp nhất đối với các phụ huynh, đúng không ạ? Thì thưa các Thì anh các chị anh chị là là dù chúng ta học lớp 1 hay là học lớp nào thì chúng ta đã trải qua một cái mùa hè với các con và các con đã có cái cơ hội vận động. Thì thưa các anh chị, ở Midu chúng ta gọi là mùa hè là mùa của chiều cao, và cái mùa đó cũng là cái mùa mà các con có cơ hội vận động nhiều hơn, đi ra ngoài trời nhiều hơn và có dịch thực là nhiều trải nghiệm, đúng không ạ? Và bố mẹ dù muốn hay không thì cũng phải gần các con nhiều hơn. Đấy, thế thì thưa các anh chị là chúng ta đã trải qua mùa hè và chúng ta vào một cái năm học mới. Thì đương nhiên là trong cái năm học mới chúng ta sẽ có những cái nề nếp mới, có cái nếp sống mới. Đấy, nó sẽ là nề nếp nhưng nó cũng là một cái điều vô cùng mới mẻ và chúng ta không phải là ai cũng đã sẵn sàng để mà đón nhận nó. Thì thưa các anh chị là với cái năm học mới thì chúng ta sẽ làm thế nào với các con và làm thế nào để cho các con của chúng ta có thể có được những cái kết quả tốt về mặt thể trạng. Vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào, giấc ngủ thế nào, vận động như thế nào, thói quen sinh hoạt như thế nào, ăn uống thế nào. Thì 14 giờ ngày thứ hai sẽ có một chương trình live stream trên Dropy. Và bác sĩ Phạm Thị Thanh Yên sẽ chia sẻ cho tất cả anh chị em mình, những người bố người mẹ vừa comment số 9 đó, tức là những người bố người mẹ đang có con trong cái giai đoạn đi học, để mà chúng ta làm thế nào với góc độ là bác sĩ sẽ chia sẻ cho các anh chị là làm thế nào để cho chúng ta có kết quả tốt nhất khi mà các con trở lại trường. Thế còn ngày hôm nay tôi với cái góc độ là chia sẻ là đào tạo chuyên gia, đúng không ạ? Vậy thì là một người bố người mẹ thì anh chị sẽ chờ là 14 giờ ngày thứ hai tuần tới nhé. Đấy, thế nhưng mà ngày hôm nay thì chuyên gia sẽ làm gì? Chuyên gia sẽ làm gì với một cái năm học mới như thế này? Thì thưa các anh chị, một là đầu tiên năm học mới, đây chính là một cái cơ cơ hội để hội để mà mà và cũng là một cái thời khắc để mà chúng ta đến
đưa các con đến trường, và đó cũng là cái cơ hội nếu mà các anh chị, những cái người mà đã có trải nghiệm đúng không ạ, ví dụ như chị Thúy hay là chị đầu buổi là chúng ta có chị Thủy Tấn đúng không ạ, rồi chị Anh đó, là những người mà đã có kết quả của cái việc đó, thì khi mà chúng ta đến trường thì đây chính là cái cơ hội để mà chúng ta chia sẻ cái kết quả đấy cho chính những cái phụ huynh, những cái khách hàng của chúng ta. Đấy, và đó cũng là cái cơ hội để các con của chúng ta có thể là gặp lại bạn bè của mình và so rằng là à, con nhà Midu với lại con nhà bình thường thì nó khác nhau ở cái điểm gì. Đúng không ạ? Và những cái đó anh chị đừng quên là chúng ta hãy chụp những cái hình ảnh của các con đến trường, và chúng ta hãy chia sẻ những cái hình ảnh đó, chia sẻ những cái tất cả những cái gì mà con chúng ta đã làm cho con trong mùa hè này, rồi là sắp tới khi mà chúng ta nhận được cái kiến thức từ bác sĩ Yên, chúng ta sẽ chia sẻ như nào. Thì đó chính là cái hành trình chuyên gia mà anh chị cũng đã từng được học về cái việc là một trong những cái định tuyến nội dung trong cái quá trình chúng ta làm chuyên gia, đó là chúng ta phải chia sẻ cái hành trình chuyên gia của mình, đúng không ạ? Thì đó là cái điều rất là quan trọng, chúng ta đừng bỏ lỡ cái cơ hội là chúng ta so sánh, đúng không ạ? So chiều ga mùa tựu trường mà là một cái chủ đề rất là hay của Midu. Đấy, thế Đấy, thì thưa thế các thì anh thưa chị các anh là chị là số 2 là gì? Số 2 đó là thưa các anh chị, đối với chuyên gia thì cái nhóm lớp của con mình là một cái thị trường rất là tốt luôn. Và các anh chị để ý thì nó có một cái rất là hay, đó là ở đây nhà mình đã bao giờ có cái trải nghiệm là con mình chính là nhân sự bán hàng chưa ạ? Có anh chị nào chưa ạ? Anh chị nào có thì comment là có nhá. Con mình là nhân sự bán hàng, đôi khi là cháu mình cũng là nhân sự bán hàng luôn. Thế là nếu mà con mình, cháu mình là các nhân sự bán hàng thì rõ ràng là chúng ta có một cái phòng kinh doanh rất là đông đảo, rất là xuất sắc. Đấy. Thưa các anh chị là ví dụ như là cháu nhà tôi có một cháu cháu gái gọi tôi là bác. Bạn này thì bạn cũng khá là cao to trong lớp, và khi bạn ấy về bạn nói với tôi là bác ơi, có mấy bạn ở trong lớp bạn ấy nhỏ nhỏ ấy, cháu bảo bạn ấy là phải uống Midu mới là quý bảy đi. Đấy, mặc dù mới học lớp 4 thôi anh chị nhá. Đấy, thế thì bạn thế còn bạn nhỏ nhà tôi mới đi học lớp 1 thì ở ở trường ấy các cô cũng tổ chức trước trước khi mà khai giảng thì các cô cũng tổ chức câu lạc bộ hè. Thì con trai út của tôi là năm nay cũng vào lớp 1, thì bạn ấy đi học ở lớp và bạn ấy về bạn nói rằng là con cao nhì lớp. Thế xong rồi bạn bảo là có một cái bạn ở ở ở lớp của con là cao hơn con, chắc là bạn ấy một ngày phải uống 300 ống Midu mới là quý bảy bố nhỉ. Anh chị thấy đáng yêu không ạ? À? Thế đôi khi là thông thường ấy, khi các con đến lớp ấy, thực ra ở đây chúng ta không cần thiết phải dạy các con bán hàng, nhưng mà anh chị biết rằng ở Midu là môi trường đào tạo mà, chúng ta hãy đào tạo chính con mình luôn, và các con mình khi mà ra ngoài các bạn ấy hiểu về cái điều đó, các bạn nói về điều đó, thì thưa các anh chị đó chính là chúng ta đang đào tạo thị trường, đào tạo cộng đồng ấy. Và thông qua cái việc là chính các Chính con bằng những cái bằng lời những cái lẽ rất lời là lẽ ngây rất là thơ ngây của các thơ con thôi, của các con rõ ràng là không không phải là cái việc của chúng ta bán hàng, nhưng mà đấy chính là cái việc là chúng ta làm cho thị trường người ta hiểu hơn và nhận thức rõ hơn, đúng không ạ? Và một cái điều mà có thể có một số chị cũng làm rất là hay, đặc biệt là các chị có con trong độ tuổi mầm non, đó là chúng ta có thể tặng cho lớp của mình một cái thước đo chiều cao, chỉ mấy chục nghìn thôi, anh chị lên 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 đơn chỉ mấy chục nghìn nó tặng cho các con trong lớp, đặc biệt là lớp mầm non hay lắm, các con thường xuyên đến lớp, cứ đến lớp là đo, và đo là nhìn thấy logo của Midu đúng không ạ, thì sẽ nhớ đến cái chuyên gia phát triển chiều cao. Thì cái điều đó cũng là một cái mà mình thể hiện đấy, mình thể hiện đối với cái nhóm lớp phụ huynh của mình là chuyên gia, đúng không ạ? Mình là chuyên gia cơ mà, mình là chuyên gia thì mình cần làm sao để cho mọi cái cộng đồng, mọi cái hội nhóm của mình, dù là hội bạn cũ cấp 1 hay hội bạn cũ cấp 2, hội bạn cũ cấp 3, thì các bạn đều nghĩ rằng là à, cái bạn này là ngày xưa bạn ấy như vậy, và bây giờ thì bạn ấy có một cái công việc chính đi, và bên cạnh đó thì bạn ấy là một chuyên gia phát triển chiều cao. Đấy, thì lúc nào mình cũng thể hiện cái điều đó, chứ không phải là mình đi săn bắn, mình đi bán hàng một cách là đi 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 cố để mình đi bán hàng, nhưng mình cần thể hiện mình là chuyên gia phát triển chiều cao anh chị nhé. Cái thứ ba đó là các anh chị cần, đây là cái mùa tựu trường ấy, nó là cái mùa mà chúng ta có cái cơ hội để chăm sóc khách hàng cũ. Cái thế thì người bán hàng sẽ khác với lại chuyên gia phát triển chiều cao như thế nào? Đó là người bán hàng thì bán, mua thì mua, không mua thì thôi, đúng không ạ? Mua mua thì là khách, không mua thì là chèo kéo cho bằng được, không không mua người ta nhất quyết người ta không mua thì thôi, cho là coi như cũng xong rồi. Nhưng chuyên gia phát triển chiều cao thì khác thưa các anh chị, bởi vì là bạn là chuyên gia mà, đúng không ạ? Thì chúng ta luôn sẽ quan tâm tới các con theo cái hướng chuyên gia, chẳng hạn như có thể khách hàng chưa mua hàng của mình, nhưng mà mình vẫn có thể, vì mình là chuyên gia, mình được quyền mình hỏi về
Dạo này con anh đi ngủ thế nào đúng không ạ? Vì khi mà các bạn ấy bắt đầu vào chương trình học, cái giấc ngủ của các bạn sẽ bị xáo trộn, đặc biệt là các bạn trong giai đoạn cuối cấp. Và thưa anh chị là đôi khi chính là lớp 1 thôi cũng bị xáo trộn nha anh chị nhá. Bởi vì là khi mà về nhà tôi thấy lớp 1 đến giao bài tập về nhà rất là nhiều luôn. Và giao bài tập về nhà rất là nhiều mà các con nó lại đang chậm. Thế là nhiều khi ấy, viết đi viết lại một trang thôi mà cũng mất có khi đến tận 10 giờ mới viết xong. Đấy, cho nên là cái giấc ngủ nó bị xáo trộn như vậy. Và chính cái lúc đó thì các anh chị cũng đặt mình vào, mình là một phụ huynh thì mình nghĩ rằng là à có một người gọi điện đến cho mình hoặc là hỏi thăm mình xem là con mình đợt này như thế nào, vào năm học mới cháu có đảm bảo được cái giấc ngủ không, vào năm học mới cháu có duy trì được cái giai đoạn duy trì được cái thói quen vận động như là trong giai đoạn hè không. Thì mình là chuyên gia mình có quyền vậy anh chị nhá, mình là chuyên gia mà anh chị chúng ta comment đi, mình là chuyên gia đúng không ạ? Đôi khi chúng ta bị quên mất là chúng ta là chuyên gia đấy. Chúng ta cứ nghĩ rằng là mình chỉ là người bán hàng thôi. Đỉnh đi anh chị ơi, đỉnh đi các anh chị, mình là chuyên gia nha, mình phải đỉnh đi đấy, mình là chuyên gia, mình là chuyên gia nên là mình có thể hỏi khách hàng, hoàn toàn hỏi khách hàng những cái thứ mà nó liên quan đến chiều cao của con khách hàng chứ nó không phải là chỉ là vấn Là đề vấn liên đề quan đến liên sản quan đến phẩm. sản phẩm. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta bán hàng thôi thì chúng ta chỉ có việc là à chăm sóc khách hàng lại khi mà khách hàng hết hàng này, hoặc là khách hàng có vấn đề gì về sản phẩm. Nhưng nếu chúng ta là chuyên gia thì chúng ta luôn luôn có cơ hội chăm sóc khách hàng mọi lúc mọi nơi. Đúng không ạ? Bằng tất cả những cái thứ gì nó liên quan đến cái việc là phát triển chiều cao cho con, đúng không ạ? Và thưa các anh chị, mình là chuyên gia thì mình cần phải hiểu rằng là mình có trách nhiệm đối với chiều cao. Sứ mệnh của Midu như tôi vừa chia sẻ với các anh chị lúc nãy ấy, đó là chúng ta Chúng ta hướng tới là không biết sứ mệnh của nâng tầm chiều cao của trẻ em Việt Nam và trẻ em toàn cầu. Nhưng sứ mệnh của mình đơn giản thôi, mình là một huyện thôi, mình là một xã cũng được. Thanh niên của xã mình năm 2030 nó sao? Nó nó phải phải năm khác với năm 2023 2023. bao nhiêu đúng không ạ? Và nếu mà cả huyện của mình nó cao lên vì mình thì các anh chị cũng không phải lo đâu. Chắc chắn rằng là sự nghiệp của mình nó sẽ vô cùng rực rỡ. Và thưa các anh chị, khi mà chúng ta vào tựu trường thì điều số 4 đó là chúng ta có vô số những cái content đúng không ạ? Và những cái bài viết. Và thưa các anh chị, ở ở ở trong cái mùa tựu trường là cái cơ hội để mà mình có thể kết nối với các phụ huynh, bởi vì là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chia sẻ là ví dụ như là tôi cần kết nối với lại các phụ huynh có con thấp bé hơn so với các bạn cùng trang lứa chẳng hạn. Thì đầu năm ấy thông thường đến là bố mẹ cũng hay có cái tâm lý đấy, so các con đúng không ạ? Và những cái bố mẹ mà có con trong giai đoạn đầu học kỳ 1 này này mà con thấp bé hơn thì thường các bố mẹ sẽ sót hơn. Đấy, và nghĩ đến việc phát triển chiều cao cho con hơn, tại vì đến thấy lớp con mình mà con mình là nằm trong cái top bé thì mình sẽ thấy rằng là rất là cần phải làm gì đấy. Nhưng mà nếu mà để lâu thì nó lại thành bình thường anh chị nhá, đấy, để lâu thành bình thường, các phụ huynh thường là hay vậy. Cho nên là giống như một số phụ huynh là đầu năm mà con học dốt là lo lắm học dốt lo lắm, xong rồi là bố con là đánh cãi chửi nhau suốt. Nhưng mà tôi thấy ở gần nhà tôi có cái anh đầu năm anh ấy quát mắng con suốt ngày, mà sao mày học hành như thế như thế, bố ngày xưa có học đến nỗi nào đâu mà sao con lại học dốt thế. Nhưng bây giờ đến giữa năm học không thấy anh con bố con anh ấy đánh chửi nhau nữa, mặc dù đôi khi con học vẫn dốt nhưng mà điều đấy nó thấy bình thường rồi đấy. Thế thì đầu năm là cái giai đoạn anh chị cần bứt bứt tốc được về mặt thị trường với mình, bởi vì bố mẹ sẽ quan tâm đến con nhiều hơn đúng không ạ? Và cái thứ điều thứ năm đó là khi mà chúng ta bắt đầu mùa thị trường thì đây chính là cái cơ hội để chúng ta có thể thực hiện được những cái việc đi trường, tức là mình có thể chia sẻ đào tạo và chúng ta phối hợp với các nhà trường để mà tặng cho các nhà trường những cái chương trình về chia sẻ về chiều cao, phổ cập kiến thức về chiều cao và tặng phác đồ dự đoán chiều cao. Đầu năm thì nó là cái nhịp anh chị nhá, đừng nghĩ rằng là đầu năm nhiều chương trình mà cuối năm mới là cái lúc mà mình rất là khó triển khai, nhưng đầu năm là cái lúc mà chúng ta có thể triển khai rất là nhiều. Thì chúng ta hãy phối hợp với nhà trường, nếu các anh chị nào đã có mối quan hệ với lại lãnh đạo nhà trường thì chúng ta có thể làm những chương trình lớn, còn những cái anh chị mà có những mối quan hệ với lại cô giáo thôi chẳng hạn thì mình có thể làm cái chương trình ở trong nhóm lớp đúng không ạ? Và cái quy trình đi trường như thế nào thì các anh chị hãy phối hợp và có thể là làm việc với chị Nga, giám đốc kinh doanh của Midu để có thể có được cái quy trình đúng không ạ? Và có thể là sau đây thì Midu sẽ lập một cái nhóm đúng không ạ? Một cái nhóm để mà hỗ trợ riêng cho các anh chị nào mà muốn đi trường, muốn làm sự sự kiện ở nhà trường
Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có cái quy trình đó, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng cần cái sự sáng tạo, đúng không ạ? Sáng tạo, và thưa các anh chị là khi mà các anh chị sáng tạo như vậy thì chúng ta cũng được học hỏi lẫn nhau đấy. Và thực sự là có rất là nhiều các anh chị khi mà đi trường có nhiều những cái ý tưởng rất là tuyệt vời. Và thưa các anh chị là đối với cái việc đi trường ấy thì đôi khi chúng ta không phải là chỉ là nghĩ đến cái nghĩ việc đến là cái việc bán được là bao bán nhiêu hàng hàng đâu, đâu, mà thực mà sự thực là sự khi là mà khi đi mà đi trường ấy trường ấy thì chúng ta sẽ phát triển được cả được cái cả nhân cái nhân hiệu của chúng của ta chúng nữa. Tức là khi chúng ta đến trường chúng ta chia sẻ thì dần dần chúng ta sẽ định hình là à, mình là chuyên gia phát triển chiều cao ở cái cộng đồng đấy, ở cái khu vực đấy, ở cái xã đấy, ở cái huyện đấy. Và dần 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 các phụ huynh sẽ follow mình. Và thưa các anh chị, chiều cao là một sự nghiệp, không phải là chiều cao là một sản phẩm trending chúng ta chỉ bán xong là xong đấy. Và chúng ta làm nó sẽ cần lâu dài các anh chị. Nếu mà thực sự ấn tâm vào Midu ấy thì ở Midu sẽ là một cái sự nghiệp rất là đáng để cho các anh chị có thể theo đuổi được. Và chúc các anh chị rằng là trong mùa tiệm trường này chúng ta sẽ có được thật nhiều những chúng ta sẽ biến những cái điều đó thành hiện thực, đúng không ạ? Và đừng quên rằng là chúng ta cũng là một phụ huynh, đúng không ạ? Chúng ta hãy quan tâm đến con. Và giống như các chị vừa có kết quả đấy, chúng ta có kết quả con thì chúng ta chia sẻ thì nó tuyệt vời lắm. Và đó chính là những cái kết quả mà chúng ta có thể để cho các cái phụ huynh khác nhìn vào đó, ngưỡng mộ mình, đúng không ạ? Và follow theo mình thì các anh chị sẽ thực sự là một chuyên gia đúng nghĩa, đúng không ạ? Và đó chính là một số những cái chia sẻ, mặc dù là ở trên xe nó cũng vừa đi vừa sóc và rất là khó, vừa đi vừa sóc và vừa giữ điện thoại nữa, nên là nói nó cũng hơi khó một chút. Và cái chủ đề này thì cũng chủ đề rất chủ đề là rất hay và rất là sâu, cho nên là cũng hy vọng rằng là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thì truyền tải được cho anh chị một số những cái ý chính. Sau đấy thì có những cái vấn đề gì thì chúng ta có thể bàn bạc sau trên nhóm và trên cái cộng đồng của chúng ta nhé. Và một lần nữa thì xin chào tất cả các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị ở những chương trình sau. để Dạ vâng, cảm ơn cái phần chia sẻ hết sức là tuyệt vời của thầy Hợp ạ. Và các anh chị hãy thả mông thả tim cho thầy Hợp đấy ạ. Thầy Hợp và bác Yên rất là tận tâm đúng không ạ? Dù là đi công tác, dù là đi ra ngoài nhưng mà vẫn dành thời gian để mà lên trên đây để mà chia sẻ cùng các anh chị nhà mình đấy ạ. Và ngày hôm nay thì các admin cũng đã tổng hợp khá là nhiều các câu hỏi của các anh chị, và có những cái câu hỏi thì admin cũng đã hỗ trợ trả lời rồi, và vì thời lượng có hạn nên trong chương trình ngày hôm nay thì em sẽ lọc ra những câu hỏi hay nhất để nhờ bác sĩ Hiên giải đáp cho chúng ta được không ạ? Và Vâng em ạ. xin mời sự xuất mời xuất hiện của bác sĩ Hiên ạ. Dạ. Xin chào tất cả các anh chị em ở trong nhóm ạ. Dạ vâng. Hôm nay bác sĩ với anh Ngọc là thật chế độ đen trắng không ạ? Dạ. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn sự tận tâm của bác sĩ Yên và của anh Hợp. Và bây giờ thì em xin phép là bắt đầu vào cái phần hỏi đáp luôn bác sĩ nhé. Dạ. Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên là đến từ chị Nguyễn Thị Thùy. Chị Thùy có câu hỏi là bệnh nhân nam 75 tuổi có nhiều bệnh nền, ví dụ như là huyết áp cao, rối loạn thần kinh, vừa điều trị xong lao phổi nhưng mà khỏi rồi. Hiện nay thì đang có cái hiện tượng là tê bì chân tay và đi lại khó khăn, thì nhờ bác sĩ hỗ trợ cái liệu trình sử dụng Midu phù hợp ạ. Vâng ạ, nếu như bệnh nhân mà 72 tuổi có chứng bệnh lý nền thì việc đầu tiên ấy là và bác ấy mới bị là lao phổi xong ấy thì việc đầu tiên là phải có cái ý thức tập thở chủ động. Tập thở chủ động là gì? Nếu như trong một số các trường hợp thì có thể mua bóng của trẻ con để về thổi. Còn nếu không nữa thì có thể là hít một hơi thật là sâu, giữ lại, sau đó thở ra thật nhanh để làm giảm cái làm tăng cái dung tích sống và giúp cho cái phổi được giãn nở tối đa. Và khi phổi khỏe thì cái việc trao đổi chất mới là tất cả những việc tiếp theo. Và bên cạnh đó thì Midu có vitamin K2 có tác dụng làm sạch mạch máu, và cái quá trình làm sạch mạch máu đó thì sẽ làm tăng cường nuôi dưỡng. Nên lúc đó Midu có thể dùng đến 4 ống Midu trong một ngày. Và đặc biệt nữa Nữa thì thì bác sĩ Hiên ấy cũng đã từng trao đổi, tức là từ xưa tới nay tâm nguyện bác sĩ Hiên rất muốn đưa cái dòng sản phẩm arginine
để làm một sản phẩm để vì không có gì, không có một cơ quan nào thải độc nhanh nhất và tốt nhất và chuyển hóa liên quan đến tất cả các cơ quan trong cơ thể nói chung của chúng ta, đấy chính là bộ gan của chúng ta. Và arginine thì sau khi mà đã hỏi một cách kỹ lưỡng thì cái đường ở trong từ xưa đến nay cứ rất là, bác sĩ Hiền là luôn luôn lo lắng quan ngại về cái đường trong của thành phần của arginine đang có, nhưng mà sau khi quay lại với lại bộ phận nghiên cứu của nhà máy thì thấy rằng là cái arginine, cái đường đó thì không phải là đường sẽ làm tăng đường glucose trong máu. Vậy thì bí quyết để cho một bác 70 từ, có nghĩa là mà bất kỳ ai mà có một cái tình trạng sức khỏe không tốt kèm theo nhiều bệnh lý nền thì đó chính là phối hợp sử dụng, đó là arginine có thể là 2 ống với Midu là 4 ống, và thêm nữa là cái lọ DHA D3 một tháng một lần, một lọ thôi ạ. Có thể uống 1/3 hay là uống cả lọ cũng được, thì sẽ giúp cho làm giảm cả cái tình trạng Alzheimer, tức là làm tình trạng thoái hóa não ấy thì sẽ được tốt hơn. Còn riêng cái trường hợp mà tê bì chân tay ngoại biên mà quá quá nặng ấy, ví dụ như vậy, thì chúng ta có thể sử dụng thêm là vitamin 3B liều cao, có thể là 3 viên hoặc là 6 viên mỗi ngày. Vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời hết sức đầy đủ của bác sĩ Yên ạ. Và để câu hỏi tiếp theo là đến từ chị Lại Thị Nhung. Chị Nhung có câu hỏi là tại sao con đã đạt chuẩn rồi, trên chuẩn rồi nghĩa là con đang phát triển rất là tốt, hấp thụ canxi và chế độ sinh hoạt tốt, thì tại sao lại vẫn cần bổ sung men AQ7 ạ? À, chiều cao là thứ mà chúng ta nếu không nhanh thì sẽ không luôn tới đích và luôn luôn có nguy cơ bị dừng ở bất kỳ thời điểm nào, nếu như một số những cái chế độ sinh hoạt, chế độ vận động, chế độ ngủ nghỉ. Trong quá trình tư vấn thì bác sĩ Hiên đã từng thấy có một bạn là trước năm lớp 1 là bạn đấy phát triển rất là bình thường, đôi khi còn phát triển còn tốt hơn về chiều cao so với các bạn cùng trang lứa. Tự nhiên đến lớp 1 đấy ạ, là một cái giai đoạn mà con sẽ vô cái sự stress của con trong quá trình học hành. Đây cũng là một cái điều mà các ba mẹ cũng lưu ý, đó chính là cái yếu tố stress ảnh hưởng rất lớn đối với những em bé mà có cái tâm lý quá lo lắng, thì chắc chắn là việc chiều cao sẽ không có được trong những năm đó. Và nếu như ba mẹ không chú ý thì cái việc mà tăng chiều cao cho con trong tương lai nó sẽ bị hạn chế. Mà các con của chúng ta thì luôn luôn là học hành và luôn luôn các yếu tố giấc ngủ, vận động cũng không phải lúc nào con cũng có thể đạt được cái điều đó. Vậy thì nếu như ba mẹ mong muốn con cao 1m80 là con trai và 1m70 đối với con gái, thì cái quá trình mà cái sự phát triển của con luôn luôn đấy là một đường thẳng đi lên, đúng không ạ? Và nó sẽ bị khóa bởi cái nồng độ hormone sinh dục. Vậy thì khi nào mà con của chúng ta đạt được chiều cao 1m80 hoặc là 1m70 hoặc là chiều cao như ba mẹ mong muốn rồi thì lúc đó chúng ta hãy nên dừng, chứ còn nếu không thì cái gọi là cái kế hoạch của chúng ta hoàn toàn. Vâng, và nếu như trong một số những trường hợp nữa mà các con lớn một cách quá nhanh, tốc độ lớn lõa nhanh, thì chắc chắn là trong cơ thể của chúng ta, con của chúng ta là cái khối xương bên ngoài thì thấy là rất là to dài, nhưng bên trong xương sẽ không chắc và khỏe. Vậy thì cả nhà sẽ thấy rằng là những bạn mà đã trên chuẩn hoặc là bằng chuẩn rồi, chúng ta luôn luôn phải bồi phụ, và cái quá trình bồi phụ xương đó thì kể cả những khi các con không cao nữa cơ mà, tức là con 16 tuổi không cao nữa nhưng con vẫn cần phải bồi phụ để cho cái Cái khối lượng khối xương lượng đỉnh xương của đỉnh của con con đến tuổi đến tuổi 20 hai của con của đạt con được chuẩn nhất. Nên vậy có thể nói rằng là Midomen AQ7 không những chỉ dùng trong
Vâng ạ, các anh chị thông cảm một chút, có thể là do bác sĩ Hiên cùng anh thầy Hợp đang ở trên xe nên là mạng nó không được ổn định lắm, các anh chị có thể vui lòng chờ một xíu anh chị nhé. Vâng ạ, trong lúc mà chờ sự trở lại của bác sĩ Hiên thì em hỏi một chút được không ạ? Là cả nhà mình đã lấy đủ hết mã số chưa ạ? Vì bây giờ đã là hơn 9 giờ rồi và admin sẽ bắt đầu khóa lại cái đường link đó và sẽ tổng hợp mã số đấy. Các anh chị nhà mình còn ai ở trong Zoom mà bị sót chưa có mã số không ạ? Thì nhanh tay gõ cho em một cái nhé. Không là admin sẽ khóa lại là lát nữa mình quay á. Anh chị nào mà vào sau, vào muộn chưa có thì lúc đấy không thể nào trách admin là không nhiệt tình được đúng không ạ? Đó, em đã gửi lại mã số rồi đấy ạ, tranh thủ lúc chờ đợi bác sĩ Hiên thì mình hãy hãy lấy tranh thủ lấy mã số đấy ạ. Bác sĩ Hiên đã sẵn sàng quay trở lại chưa? Bác sĩ Hiên đã sẵn sàng chưa? Dạ vâng. Vâng, bác sĩ Hiên có thể tiếp tục ạ. Các anh chị đã hài lòng với cái câu trả lời vừa rồi của bác sĩ chưa? Để mình sẽ tranh thủ nhanh chóng chuyển đến cái câu hỏi tiếp theo. Mong muốn là ngày hôm nay mình sẽ trả lời được nhiều câu hỏi nhất của anh chị có thể. Bởi vì thực ra là bác sĩ Yên cũng đang ở trên xe đúng không ạ? Vẫn đang hết mình với các anh chị. Và nhiều khi có thể là cái mạng của bác sĩ nó không được ổn định á. Nên là cũng rất là mong các anh chị thông cảm nhé. Vâng. Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ. Và em sẽ xin phép là hỏi câu hỏi tiếp theo luôn. Đang phần về chiều cao thì em cũng sẽ xin phép hỏi câu hỏi tiếp theo về chiều cao. Từ chị Trịnh Thị Bình học K28 thì chị có một câu hỏi là bé uống Midu để cải thiện về chiều cao. Vậy thì ngoài Midu thì có cần phải bổ sung cái loại vitamin nào khác để bổ trợ nữa hay không để cho bé phát triển tối ưu hay không ạ? Vâng ạ. Mà quá trình phát triển chiều của chúng con của chúng ta dài ra, nhưng thực sự là xương dài ra đó thì chúng ta cần có một cái hệ cân cơ bao quanh. Việc đầu tiên trong sản phẩm nhà Midu chỉ tham gia vào quá trình chuyển hóa canxi, tức là giúp cho con sẽ cao hơn hoặc là xương chắc khỏe. Thế nếu như trong một số những bạn mà ví như bị suy dinh dưỡng này, thấp về chiều cao thì con cần cả thêm cả cân nặng nữa. Và nếu như con mà kém ăn thì có thể cho uống multivitamin để tăng cái quá trình chuyển hóa trao đổi chất của con. Nhưng có một cái điều quan trọng hơn tất cả, chúng ta uống Midu MenaQ7 và uống arginine chẳng hạn thì sẽ đạt được là 36% để tối đa cái việc dinh dưỡng tăng chiều cao. Nhưng có một cái điều mà hoàn toàn không mất tiền mà vô cùng đơn giản, đó là chúng ta hãy ngủ sớm và nhảy dây vận động tối đa để đạt được những cái tăng cường chuyển hóa cho chính các cơ quan trong cơ thể và cũng là tăng cường trao đổi chất ạ. Vâng, nếu mà trong một số các trường hợp nữa mà con vẫn còn có thể nữa thì chúng ta có thể bổ sung vitamin C, hoặc là chúng ta bổ vitamin C thì có tác dụng là vừa tăng cường sức đề kháng, làm tăng nguyên bào xương và có Có thêm thêm nữa nữa là là bổ sung DHA. DHA và vitamin K2 nó là hiệp đồng tác dụng để sẽ giúp cho con của chúng ta cái sự chuyển hóa canxi được vào xương tối đa hơn nữa ạ. dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Hiên. Và cũng nhân đây thì em thấy là trong Zoom ngày hôm nay có rất là nhiều những câu hỏi liên quan đến arginine, thì em cũng xin phép hỏi luôn bác sĩ Hiên là chị Bàn Thị Ly có câu hỏi là arginine thì khi nào thì nên sử dụng và liều uống theo độ tuổi hay cân nặng như thế nào thì hợp lý ạ? Vâng ạ, việc đầu tiên phải khẳng định là trong sản phẩm Midu MenaQ7 180 hoặc 360 thì đã đều có đủ 5 thành phần, trong đó Trong có đó có arginine arginine rồi. rồi. Vậy thì Vậy thì những bạn mà ở các cái gọi là cái gọi tăng là tăng trưởng trưởng bình bình thường thường nói nói chung, chung, hoặc những hoặc bạn những mà bạn vẫn mà còn vẫn nhỏ còn tuổi, nhỏ tuổi có cái có cái khả khả năng năng mà mà tắc chỉ tắc chỉ cần cần 1 cm một trong một cm năm trong thôi năm chẳng thôi hạn, chẳng hạn, thì thì cái cái thời thời gian mà gian bạn mà vẫn bạn còn vẫn nhiều còn thời nhiều gian để thời gian phục để trừ phục thì trừ bạn thì có thể bạn có không thể cần không phải cần bổ phải sung bổ thêm sung cái thêm gì. cái gì. Nhưng Nhưng riêng arginine arginine đó là axit axit amin bán thiết bán thiết yếu yếu và được và được dùng cho dùng từ cho từ trẻ sơ trẻ sinh sơ sinh non non tháng. tháng.
Vọng quá thì có nghe được không ạ? Các bạn có nghe được không ạ? Nghe được bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ. Tức là arginine, nếu mà bản chất riêng của arginine đấy thì là arginine. Arginine dùng được từ trẻ sơ sinh, con tháng cho đến là các giai đoạn của tất cả cuộc đời cần, bởi vì cái quá trình arginine có sẽ có những cái chức năng cơ bản như sau. Đầu tiên đấy chính là làm tăng cường chức năng gan, tăng khả năng hấp thu, giảm tình trạng xơ gan. Và khi mà gan khỏe mạnh thì làm cho toàn bộ thể trạng chung của cơ thể chúng ta sẽ được khỏe mạnh theo. Điểm đặc biệt là với những bạn nhỏ thì cái arginine buổi tối còn có sẽ tác dụng làm tăng nồng độ hormone tăng trưởng nội sinh. Còn nếu Còn như với nếu như người với người già, già từ 25 tuổi trở đi, cái khái niệm này có thể các anh chị chưa biết đâu ạ. Từ 25 tuổi trở đi là cơ thể của chúng ta đã mất một dần dần một vâng ạ, lên cũng giống như MenaQ7, nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta dùng suốt cả cuộc đời, và đó chính là nền tảng khoa học để giúp ta vừa cao lớn, phòng ngừa được rất nhiều các loại bệnh tật khác. Nói chung ạ, liều thì của arginine nếu như từ trẻ sơ sinh đó là từ liều 100, từ sơ sinh non yếu từ liều 100 cho tới liều 250 mg trên 1 kg cân nặng. Cả nhà thấy ra nếu như mg trên 1 kg cân nặng thì với những trường hợp như là người lớn của chúng ta thì người lớn của chúng ta có thể dùng đến là 16 ống một ngày. 16 ống một 16 gram một ngày, đấy là liều mà tương đương với 8 ống mi. Vâng ạ, tình hình là bác sĩ Hiên lại bị ao mạng rồi anh chị ạ. Mong là các anh chị nhà mình sẽ thông cảm. Có lẽ là hôm nay em sẽ xin phép là lưu lại những câu hỏi của các anh chị và admin sẽ hỗ trợ các anh chị những cái câu hỏi đấy, có thể là trả lời riêng hoặc có thể là trả lời trên nhóm, và nhờ bác sĩ Hiên hỗ trợ thêm anh chị nhé. Và chúng ta hãy cùng gửi gửi những trái tim, những bông hoa đến để cảm ơn bác sĩ Hiên, cảm ơn sự tận tâm của bác sĩ Hiên và thầy Hợp trong buổi ngày hôm nay ạ. Và em xin phép là những cái câu hỏi đó thì nếu như các anh chị còn có cái băn khoăn nào thì mình có thể hỏi ở trên các nhóm. Các anh chị nhà mình đều là chuyên gia thì mình đều đã ở trong các nhóm của Midu rồi đúng không ạ? Thì có những câu hỏi chuyên sâu thì mình có thể hỏi trên các nhóm để các dược sĩ của Midu hỗ trợ, và câu hỏi nào mà nó khó thì có thể là mình có thể liên hệ trực tiếp tới bác sĩ Hiên, thì nhờ admin là hãy gửi số điện thoại của bác sĩ Hiên lên khung chat, thì nếu như mà mình gặp trường hợp khó mình có thể gọi điện cho bác sĩ Hiên. Bác sĩ Hiên lúc nào cũng rất là tận tâm, rất là nhiệt tình với các anh chị. Có thể là có những lúc mà các anh chị gọi cho bác sĩ chưa trả lời ngay được thì mình cũng thông cảm, bởi vì là không chỉ một mình đúng không ạ? Còn rất là nhiều các anh chị khác cũng mong muốn là liên hệ để bác sĩ Hiên hỗ trợ như vậy. Thế nên là nếu như lần này mình chưa liên hệ được cho bác sĩ thì có thể là mình sẽ liên hệ lại một lần khác. Và em cũng sẽ lưu ý với anh chị một chút là thực ra là bác sĩ Hiên dùng Zalo thì có rất 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 là nhiều tin nhắn, không chỉ là tin nhắn riêng của các anh chị nhắn cho bác sĩ Hiên mà còn là tin nhắn trên tất cả các nhóm của Midu đang cần bác sĩ Hiên hỗ trợ, nên là nhiều khi nhắn tin trên Zalo ấy thì bác sĩ Hiên sẽ trả lời nó hơi chậm một chút, thì mong anh chị thông cảm. Và nếu như mà mình có việc rất là gấp thì mình có thể là nhắn một tin nhắn cho bác sĩ Hiên, tin nhắn điện thoại anh chị hãy gọi điện thoại hoặc là nhắn tin nhắn điện thoại bảo là bác sĩ ơi em cần được hỗ trợ gấp, thì lúc nào bác sĩ rảnh bác sĩ sẽ gọi lại giúp em nhé chẳng hạn thế, thì để bác sĩ biết là cần được hỗ trợ ưu tiên các anh chị này trước. Còn những cái trường hợp mà mình chưa gấp lắm đúng không ạ, hoặc là admin ở trên nhóm đã hỗ trợ được mình rồi thì bác sĩ Hiên sẽ không phải
trả lời thêm nữa ấy. Bác sĩ Hiên sẽ hỗ trợ những trường hợp khó nhất thôi đúng không ạ? Còn Midu thì có rất là nhiều admin, rất là nhiều dược sĩ luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các anh chị, từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ tối đúng không ạ? Và từ cái 10 giờ tối đến 8 giờ sáng ngày hôm sau thì là xin phép là admin cũng sẽ được nghỉ ngơi. Còn là admin rất là nhiệt tình đúng không ạ? Từ sáng sớm cho đến 10 giờ tối lúc nào cũng sẵn sàng online để hỗ trợ các anh chị. Nên là nếu như còn có những cái câu hỏi mà hôm nay mình chưa được giải đáp thì sẽ hẹn các anh chị là mình hãy nhắn tin cho admin hoặc là nhắn lên trên nhóm để hỗ trợ chị nhé. Xin số điện thoại của bác sĩ Hiên đúng không ạ? Các anh chị cả nhà mình hãy lưu lại số điện thoại của bác sĩ Hiên đây chị nhé. Vâng, và tiếp theo đây thì em xin phép là sẽ đến cái phần cuối cùng. Em xin phép một vài phút để tổng hợp lại mã số để mà sẽ đến một cái phần rất là tuyệt vời hôm nay, đó là phần quay số trúng thưởng anh chị nhá. Em xin phép vài phút để tổng hợp. Vâng, và em đã có mã số đầy đủ của các anh chị đã lấy trong cái buổi ngày hôm nay rồi. Các anh chị đã sẵn sàng để kêu gọi vũ trụ gọi tên mình chưa ạ? Sẵn sàng để nhận quà chưa ạ? Hôm nay để em xem là hôm nay trong Zoom hiện đang có hơn 400 anh chị chuyên gia nhà mình đã theo dõi chương trình từ đầu đến giờ để mà nhận được rất là nhiều kiến thức ý nghĩa từ thầy Hợp, từ bác sĩ Hiên, nghe những cái phần chia sẻ hết sức là tuyệt vời của các anh chị chuyên gia khác đúng không ạ? Và hôm nay thì em sẽ xin phép thầy Hợp là sẽ có 3 phần quà may mắn dành cho các anh chị trong Zoom ngày hôm nay nhá. Để xem là ba anh chị nào trong Zoom ngày hôm nay được vũ trụ gọi tên ạ. Em sẽ share cái màn hình quay số trúng thưởng cho các anh chị nhà mình nhé. Rất là hồi hộp đúng không ạ? Em cũng đang hồi hộp đây, không biết là ai sẽ là người được nhận quà đây ạ. Hồi hộp quá anh chị ơi. Bắt đầu quay anh chị nhá. Vẫn em phổ biến lại nguyên tắc ạ. Đó là các anh chị nào ở trong Zoom thì mới có cơ hội nhận quà. Còn mà quay mã số vào người mà đã out Zoom rồi, hoặc là các anh chị lấy mã số trước đó nhưng mà mình không tham gia vào trong Zoom thì cũng không tính. Và em sẽ quay quay số lại một lần nữa để mà mang cái cơ hội nhận quà đấy dành cho các anh chị đang có mặt trong Zoom ngày hôm nay ạ. Bắt đầu chị nhá, hồi hộp quá, hồi hộp quá. Chúc mừng người may mắn đầu tiên có mã số 55152 ạ. Anh chị nào có mã số 55152 có đang ở trong Zoom không ạ? Có ở trong Zoom thì mình hãy comment vào trong, hoặc là chị Võ Thị Hường ạ. Chị Võ Thị Hường mã số 55152 có ở trong Zoom không ạ? Mình hãy gõ vào trong khung chat hoặc là giơ tay để admin biết là mình đang ở trong khung chat đi ạ. À, mình đang ở trong Zoom đi ạ. Người may mắn đầu tiên không xuất hiện ạ. À, chị Võ Thị Hường 55152 ạ. À, em cho 5 giây nữa nha. 5 giây nữa mà không xuất hiện là không tính nha. Bằng một cách nào đấy mình sẽ thể hiện xuất hiện của mình ở trong Zoom đấy ạ. À, 5 ạ. À, 4 ạ. À, 3. 2. 1. Vâng, em xin phép là sẽ nhường cơ hội này dành cho một anh chị khác. Mình sẽ quay lại anh chị nha. Chúc mừng anh chị có mã số 55007 ạ. À, nào ai trong Zoom nhanh tay ạ. À, 55007 ạ. À, chị Hoàng Thị Tươi ạ. À, chị Hoàng Thị Tươi có ở trong Zoom ạ. À, à có, em thấy chị Hoàng Thị Tươi lên tiếng rồi đấy ạ. À, vâng ạ. Hôm nay thì lát nữa em sẽ xin phép là thời gian còn sớm, mình sẽ ở lại một chút để mà chia sẻ cái cảm nhận khi mà mình nhận được món quà bất ngờ này anh chị nhé. Vâng, và em xin phép quay số may mắn dành cho anh chị tiếp theo ạ.
mã số 55029 ạ. À. Anh chị nào có mã số 55029 ạ? À? Mình giơ tay đi ạ. À. Chị Vũ Thị Hà mã số 55029 có ở trong Zoom không ạ? À? Mình chú ý cả mã số và cả tên nhé. Nhiều khi em thấy là mình bị trùng tên ấy, xong rồi lỡ lỡ may mà mình có chuyên gia có nói nhầm chẳng hạn đó, thì rất là xin lỗi. Nào anh chị Vũ Thị Hà mã số 55029 vào trong Zoom ạ. Sai hai số cuối. Chị Hà có ở trong Zoom không? Mình hãy lên tiếng đi ạ, à, không là cơ hội sẽ bị mất đấy ạ. À. Em lại cho 5 giây nha, em đếm ngược nha. 5 ạ. À, 4 ạ. À, 3. 2. 1 ạ. À, hết giờ ạ. À, bây giờ nó không tính đấy nha. À, em sẽ dành cơ hội cho người khác nha. Cố tình ý chị nha, cái này cứ quay từ đầu 5 năm ấy. 5 năm 162 là ai ạ? À? Chị Chu Thị Phúc ạ. À. Chị Chu Thị Phúc có ở trong Zoom không ạ? À? Chị Chu Thị Phúc mã số 55162 ạ. À. Chị Chu Thị Phúc có trong Zoom không ạ? À? Có em ạ, chị có nha, chị gửi comment rồi đấy. Vâng ạ, vâng ạ. Vâng, em ghi nhận là chị Phúc đang ở trong Zoom nha. Vậy thì mã số này tính ạ. Chúc mừng chị Phúc đã có một phần quà của Bidu ạ, một phần quà may mắn của Bidu. Ờ, Vâng, chị và cảm tiếp ơn. theo phần quà may mắn cuối cùng ạ. Ai đây ạ? Ai sẽ là người cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay đây ạ? Rồi, không còn là đầu 05 nữa rồi đây ạ. À. Bây giờ cái phần mềm này cũng công bằng hơn đúng không ạ? À? Nó gọi tên số đầu khác rồi ạ. À. Đầu số khác rồi. 52979 ạ. À. Không còn là đầu 02, à không là à, không phải là đầu 55 nữa rồi, đầu 52 đâu rồi ạ? À. 55979 đâu rồi ạ? À. Nguyễn Thúc Minh ạ. À. Anh Nguyễn Thúc Minh ạ. À. À vâng, em chào anh Minh, em thấy anh Minh giơ tay rồi. Vâng và chúc mừng ba anh chị may mắn của ngày hôm nay đã giành được một phần quà may mắn từ Midu, và thời gian vẫn còn sớm thì em có thể là mời một đại diện một trong anh chị lên đây để chia sẻ cảm xúc của mình ngay lúc này đúng không ạ? Chị Tươi là người đầu tiên giơ tay đúng không ạ? Thì em xin phép là chị Tươi có thể bật cam bật mic lên mình chia sẻ một chút cái cảm xúc của mình trong cái buổi ngày hôm nay đúng không ạ? Chị Tươi có bật cam bật mic được không ạ? Mình bật cam lên nhé, mình bật cam lên thì em mình mới spotlight mình được. Chị Tươi có tiện bật cam không ạ? Mình có thể comment vào trong khúc chat cho em một câu không ạ? Mình có thể bật cam đúng không ạ? Nhà mình hơi ồn mưa đúng không ạ? Chắc là không sao chị ạ. Mình lên chia sẻ một vài câu để mình chia sẻ cái cảm nhận của mình. Em xin chào cả nhà. Em xin chào bạn chị Phạm Huyền và chào cả nhà. Vâng, em Chỗ chào em đang chị. mưa to nên không biết là mọi người có nghe rõ không? Nghe rõ chị ạ, không bị tiếng ồn bên ngoài đâu ạ. Tại vì vừa mưa ấy, em rất là vui vì hôm nay là người đã được may mắn trúng phần quà của chương trình. Em thì hiện tại em cũng đang trong quá trình cho bé nhà em sử dụng Midu thôi. Nhà em mới dùng được hơn 1 tháng. Nhưng mà hiện tại thì em đo cho bé nhà em thì đã lên được 1 cm rồi. À, em rất là vui, hiện tại thì em vẫn đang trong quá trình cho bé lan tỏa và cho bé sử dụng tiếp. Thật sự là cũng rất là hồi hộp nên là cũng không biết nói gì hơn. Em xin cảm ơn ekip chương trình, xin cảm ơn bác sĩ Thanh Niên và cảm ơn sale Xuân Hợp.
dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Chúng ta cũng thấy là chị rất là bất ngờ đúng không ạ? Mình lại là một trong những người mà cực kỳ may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, và một lần nữa thì xin chúc mừng chị Tươi, và sẽ mong muốn là chị chúc chị Tươi là trong suốt cái thời gian tới là sẽ luôn đồng hành với Midu, cũng như bé nhà mình sẽ luôn giữ vững được cái phong độ tăng trưởng như thế này ạ. Và một lần nữa em xin cảm ơn chị Tươi ạ. Vâng ạ, em cảm ơn cả nhà. Em xin chào cả nhà. Dạ vâng, và một lần nữa thì em xin cảm ơn bác sĩ Phạm Thị Thanh Hiên, cảm ơn CEO Nguyễn Xuân Hợp và cảm ơn tất cả các anh chị chuyên gia phát triển chiều cao đã dành cái thời gian để tham dự cái chương trình cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay. Và đến đây thì em xin phép chương trình sẽ được tạm dừng và chúng ta có thể cùng bật mic lên để chào bác sĩ, chào thầy và cùng chào nhau anh chị nhé. Chào cả mọi mọi Chào người. hi everyone. Dạ vâng, cảm ơn các anh chị ạ. Bye bye bác sĩ, các anh chị. Cả nhà Cảm ơn các anh chị, chào các anh chị ạ. Chào cả nhà. Chúc cả nhà ngủ Dạ chào các anh chị. ngon.